Nước mắm Color Man, đậm đà hương vị truyền thống. Rồi, dừng lại nào. Xin cảm ơn hai tráng sĩ. Cảm ơn hai tráng sĩ đã giúp ta đến đây. Xin cảm ơn. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Đúng là hai tráng sĩ thật là cường tráng. Thưa quý vị, chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. À, quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nước mắm Color Man đã đồng hành cùng với chương trình suốt thời gian vừa qua. Và thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi lại chào đón quý vị đến với những gương mặt trẻ, những gương mặt mới cũng có, và những mặt đã thành danh rồi cũng có, rất là dễ thương và đặc biệt là vô cùng sôi nổi và hài hước. Xin mời nào. Đó, mọi người ơi, đây đây, bây giờ mình sẽ tham quan Vương quốc. Xin chào quý vị khán giả. Dạ. Bộ tập vui vẻ. À, bộ tập vui vẻ. Đây, bây giờ là phải quay lại nha, chào mọi người. À, có di tích lịch sử nè chị. Gì lịch sử. Ủa, anh Giang hả? Em tưởng cái tượng người ta tài kiểu di tích lịch sử á anh. Không, bộ tập vui vẻ bây giờ chỉ còn lại mỗi duy nhất một tù trưởng thôi. Đúng rồi đó. Nhưng mà sao ông Khương vừa xuất hiện đây vậy? Không là đi bán sầu riêng. Tại đây là mấy đứa em của em. Em hướng dẫn nó làm YouTube. Thì em nghe nói ở đây có cái bộ tộc vui vẻ mà hiện tại chỉ còn có một người à đó. Thì em nghĩ cái đề tài nó là hấp dẫn. Mấy đứa nó quay bộ tộc vui vẻ không phải là tôi vui vẻ, mà bộ tộc vui vẻ là những người xuất hiện bộ tộc này phải vui vẻ. Là nói chuyện phải mắc cười. Với lại mắc cười đuổi về. Với lại ở đây là mấy bạn đang tham gia cái phim Bánh Mì Muôn Màu. Tất cả luôn hả? Dạ tất cả luôn. Em cũng có một vai nhỏ nhỏ xíu. Biết, nghe nói đóng phim rồi bị gãy giò gì đó. Dạ đúng rồi, bây giờ ảnh vừa làm giám đốc mà ảnh vừa làm đạo diễn game show, rồi ảnh lấn sân sang YouTuber, rồi ảnh chàng của ảnh làm diễn viên. YouTuber là nghề chính của người ta chứ lấn sân hồi nào. À lỗi, em xin lỗi, anh lấn sân qua làm diễn viên, rồi ảnh chàng lên thi game show luôn. Bé là chắc ít phân đoạn nhất trong phim phải không? Không có, em đóng với anh Khương nhiều. Dễ thương lắm anh. Dễ thương không? Dạ thôi giới thiệu đi, mấy bạn giới thiệu đi. Thôi để mình lên bàn, lên ghế ngồi cho đàng hoàng chứ. Rồi xin mời bạn ghế nào. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi thêm về bộ phim Bánh Mì Ông Màu là như nào nè. Từ đâu ra có bộ phim đó? Lý do vì sao mình thực hiện bộ phim đó? Rồi cái chủ đề là nói về bánh mì hả? Do biên kịch viết ra. Rồi. Dạ. Thì công ty đầu tư sản xuất. Dạ. Phim có 80 tập cũng rất được quý khán giả bà con cô bác thương. Đây là sitcom hả? Dạ, dạng sitcom. À. Dạ, nói về một cái ông chủ 60 tuổi rồi, ông làm bất động sản rất là thành công, nhưng mà ổng muốn giữ cái nghề truyền thống bánh mì của mẹ ổng. À. Và ổng phải đấu tranh rất là nhiều với cái gia đình, ai cũng ngăn cản hết trơn, và cuối cùng ông làm. Em thì là em là trong phim là vai Minh, là tài xế của ông đó. Dạ rồi. Dạ em tên là Dây Dây Nhật Hạ, mình hôm nay rất là vui. Chưa thấy vui nha. Cười kìa, em thấy mọi người cười kìa. Cười đó là cười. Cười mà. Dạ thì hôm nay mình lên chương trình mình thấy vui thì mình nói vui. Chưa vui luôn. Dạ, hy vọng mọi người sẽ đón xem cái số lần này ở trong Thiên Đường Ẩm Thực để ủng hộ Hạ cũng như là tất cả các anh chị cùng chơi nha. Ủa em thấy dễ thương mà anh Giang, anh Khương. À, xin cảm ơn quý vị và hãy tha thứ cho cháu nếu như cái phần giới thiệu vừa rồi nó hơi nhạt nhòa một tí. Em thấy dễ thương mà mọi người. Mọi người ơi, ủng hộ đi chứ sao mọi người. Sao làm bé áp lực quá. Nè quý vị ơi, nghe giám đốc nói chuyện quý vị, giới thiệu nào. Dạ xin chào quý diễn giả của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Dạ chào anh Giang, chào mấy em, chào anh Thuận. Dạ em tên là Khương. Dạ em đang phụ trách những cái game show của công ty, rồi phụ trách phim. Bán rồi, bán dạ, gì? Dạ bán sầu riêng. Đó. Dạ cũng có mời sầu riêng anh ăn hoài luôn đó. Đó biết bạn. Dạ. Thì dạo gần đây thì cũng được quý bà con cô bác cũng thương, cũng có những cái vai nhỏ nhỏ hoặc là những cái game này có thiếu người thì em cũng xin chơi. Vậy dạ thì hy vọng là hôm nay là sẽ mang được tới tiếng cười cho quý vị khán giả ha. Dạ cảm ơn. Vỗ tay. Cái đứa này chắc không được mời nữa quá.
Vy như thế nào? Xin chào quý vị khán giả, em là Tường Vy, cũng là một diễn viên, một thành viên trong đại gia đình Bánh Mì Ông Màu. Thì hầu như là tất cả mọi người ở đây đều là rất là thân quen với nhau trong bộ phim này rồi. Và hôm nay em nói thiệt với anh là em đến chương trình này lúc mà mới vô em hơi bị quê anh. Sao quê? Ai làm gì em? Em đi mượn đồ. Tại sao? Mọi người nói là chơi vận động ghê gớm lắm. Em cứ tưởng thiên đường ẩm thực giống như mấy mùa trước em tham gia là chỉ vô ăn uống nhẹ nhàng lắm. Em mặc một cái áo nó hơi hớ hên đó, cho nên là mọi người nói vận động quýnh lộn tùm lum. Em phải mượn không, áo chương liền. Chương trình chúng tôi không có quýnh lộn à? Có không? Chương trình chúng tôi là chơi nhân văn. Nhân văn? Nhân văn và nó khoa học. Khoa học. Để thúc đẩy cái bao tử làm việc, rồi sau đó ăn, chứ không có quýnh lộn. Chưa ăn gì luôn, cho nên là hả em ăn gì chưa? Chưa. Vậy là mình phải ráng thắng nha, thắng mới được ăn, thua không có được ăn đâu. Ủa chị Vy ơi, em nghe nói là hả mình quay mình giả bộ vậy thôi, nhưng mà khi cắt á là mình vẫn được ăn bình thường mà. Không có, không có. À, lên sóng mà dưới sóng thì cũng là không được ăn. Ủa sao mọi người mời em, mọi người nói khác mà làm sáng giờ em đâu ăn đó gì đâu. Đó là những lời dụ dỗ ngon ngọt. Con bé nó còn non nớt lắm anh. Non dại lắm, nhìn cái tóc na cha là biết rồi. Nhìn thấy cái sừng là biết còn non dại rồi. Vỗ tay. Rồi mời đội bạn nào. Ông tôi xin chào tất cả quý vị khán giả, đây là lần thứ hai Thượng quay lại với lại Thiên Đường Ẩm Thực. À, thực sự thì tất cả anh em nãy giờ, nhất là Khương Dừa thì hiện bây giờ đang bán sầu riêng và kinh doanh thêm nhiều thứ. Thực sự thì anh em nghệ sĩ mỗi lần mà nói đến ẩm thực thì anh em nghệ sĩ kinh doanh ẩm thực rất là nhiều. Rất là nhiều anh em kinh doanh ẩm thực, giống như là Thuận cũng vậy. Nếu mà tất cả mọi người nghệ sĩ hay là anh em mà có quan tâm thì Thuận hiện hồi đó thì có bán ốc nè, sau đó thì bán hải sản nè. Rồi thì bây giờ là bán nhà luôn rồi. Ồ, quan trọng là bán nhà là gì, kinh tế hay là bán nhà là gì để xây dựng cái bất động sản nha. Xây dựng bất động sản nha. Đúng rồi. Giờ bán nhà luôn rồi. Bất sản rồi phải không anh? Sắp sản rồi phải không? Sắp sản rồi phải không? Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Điệp Kiều Ngân. Em cũng là một diễn viên ở trong ekip và diễn viên của phim Bánh Mì Ông Màu. Thực ra thì mẹ em rất là thích coi chương trình này, nên là mẹ em nói là chương trình này ăn ngon lắm. Em tới đây em chủ yếu là ăn thôi. Chủ yếu là ăn chứ không thích chương trình. Các khúc này nha, anh Giang kỳ quá. Em chưa trả lời nha. Em xin cảm ơn. Người đàn ông. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Lời nói đầu tiên xin cho phép Lê Minh Thành em gửi lời chào thân thương, thân ái, thân tình và đặc biệt nhất là thân mến đến toàn thể quý vị khán giả đang xem Thi Đường Ẩm Thực mùa Vi. Mùa sáu. Dạ. Em nhìn lộn. Dạ rồi thì em cũng là một diễn viên trong bộ phim Bánh Mì Ông Màu. Dạ rồi thì em cũng rất là vui khi được tham gia, và vui hơn là em sẽ chiến thắng và ăn thật nhiều. Sao lại mùa Vi? Tại sao mùa Vi? Cái chữ mùa Vi kìa. Anh bị ám ảnh cái gì chữ Vi? Tôi thấy chữ mùa Vi kìa. À, sắp tới phim đó mình có tinh lọc bớt diễn viên không? Dạ có anh. Có kìa. Dạ, có. Chứ thấy nó rối rùi dạ, quá. Dạ. Xíu xuống. Dạ có danh sách. Bớt xíu ạ. Vậy mà lại may mắn nha. Nguyên vàng là may mắn nha. Xuất hiện trong ngày hôm nay với một cái chủ đề ẩm thực vô cùng may mắn luôn. Nhiều người ăn bớt và đặc biệt là các bạn nam quay phim ở đây rất là mê. Ngay cả chị Giang cũng là ngưỡng mộ về cái phong cách của vùng này. Đó chính là Tây Bắc. Trời đất ơi. Con đã từng ăn món gì Tây Bắc rồi con? Dạ con ăn xôi gà lá é. Xôi gà lá é. Ủa? Cái gì? Ủa vậy hả? Ủa của Tây Bắc hả? Tỉnh táo ơi. Em tỉnh táo luôn anh hả? Em lộn, lẩu gà lá é là ở Đà Lạt à? Cơm. Nói cũng sai luôn. Lẩu gà lá é là ở đâu? Ở Đà Lạt. Đà Lạt bán. Đà Lạt, em ăn trên Đà Lạt. Xuất xứ ở đâu? Ở ngay đường gì nghe Đà Lạt á. Vẫn Đà Lạt mà. Có cái đường gì nè, đường Phan Đình Phùng trên Đà Lạt á. Ủa sao cái lúc em đi anh taxi anh nói cái này là gốc, mà cái quán này là cái quán gốc ở Đà Lạt, thì em nghĩ nó phát minh ra cái món ổ gà lá é. Đang hỏi là xuất xứ nguồn gốc thì của đó, cái món anh taxi luôn. Nói với em là cái nhà đó bán mấy đời rồi, bà ngoại là bà Năm, bà bán cái món lẩu gà lá é này nó nổi tiếng thì là xuất xứ từ bà Năm ở Đà Lạt trên đường Phan Đình Phùng. Mì Quảng Đà Lạt cũng nổi tiếng lắm á. Không, mì Quảng là em biết ở miền Trung. Yeah. Anh em có não. Em có não. Não mà không có mang theo à? Em có não mà. Gà lá é là xuất xứ Phú Yên nha. Ồ. Dạ em biết. Mai đi làm mang não theo nha. Rồi ai đã từng muốn ăn gì Tây Bắc? Châu gắn bếp ạ. Khu vừa ăn gì rồi? Em cũng may mắn là có dịp đi Tây Bắc ghi hình chương trình lúc đó là Martin Giang khám phá Việt Nam cùng Martin Giang. Em ăn hồi năm 2014-15. Lúc đó em đi tới chợ luôn ăn thắng cố nè. Rồi dạ, rồi ăn mấy món lặt vặt đó, rồi vô đó ăn vô làng thì có ăn heo tộc, rồi xôi của họ, rồi uống rượu ngô. Trời ơi. Rượu ngô ngon, rượu ngô ngon. Cái gì?
táo mèo gì, rượu táo mèo đúng không anh? Em nhớ đúng rồi, có rượu táo mèo nữa. Nói chung có nhiều món lắm, ẩm thực Tây Bắc là rất là nổi tiếng và rất là hấp dẫn. Nên anh chọn tập này là mình chơi đó. Tại vì anh thích ăn á hả? Lâu rồi chưa có ăn món Tây Bắc. Trời đất ơi ha. Nhà sản xuất có khác ha. Và bây giờ sẽ là thực đơn của vòng đầu tiên, xin mời. Luôn tộc trưởng và các khách mời, hôm nay chúng ta cùng thưởng thức các món ăn của Tây Bắc nha. Ở vòng đầu tiên, mọi người sẽ được no say trong những món cá. Hãy xem người Tây Bắc họ sẽ ăn cá như thế nào nha. Cá nướng ba bỉnh cộp được hiểu là món cá nướng gập, một món ăn đặc trưng của Tây Bắc. Dựa theo hình dáng của con cá khi nướng, anh đầu bếp nở một nụ cười thân thiện và bắt con cá. Cắt một đường dọc ngay lưng, lóc phần xương và lấy lòng cá ra. Thoa đều nguyên liệu bên trong con cá. Đã là cá nướng gập thì phải gập lại rồi mới nướng. Sau đó kẹp lại bằng hai thanh tre và đem nướng cách lửa thật xa nha. Và đây là cách mà anh đầu bếp làm nước chấm để chấm cá. Anh ấy sẽ đem nướng hết những thứ này. Cho thêm một ít rau, đâm nhuyễn một cách không hề giả trân là có ngay chén chậm chéo này. Một mẹt cá nướng thật xịn sò như thế này thì thôi rồi. Có ai thấy chiếc tô kế bên không? Không phải tô nước mắm đâu nha, mà đó chính là rượu táo mèo đó. Một loại rượu khá nổi tiếng của Tây Bắc. Ăn miếng cá mà có chung rượu đi kèm thì còn gì để bàn cãi nữa. Cuộn cá với rau và chấm với chậm chéo hoặc mắm gừng. Wow, hương vị Tây Bắc là đây chứ đâu. Ở Tây Bắc, nếu bạn rảnh rỗi đi dạo trong vườn hoặc buồn buồn leo lên vách núi chơi thì cũng có thể hái ngay về một mớ rau rừng. Người ta còn gọi đó là rau đồ. Rau đồ chấm với lòng cá, một món ăn mà dân Tây Bắc nghe phát biết ngay. Khổ qua và đu đủ sẽ được thái lát, rau thì cắt thành khúc, phần lòng cá cũng sẽ được cắt nhỏ. Anh đầu bếp sẽ đem luộc rau và vớt ra ngâm trong đá lạnh. Ngon thiệt á. Để cho rau giữ được độ xanh giòn, ruột cá sẽ được cho vào trước. Trái mắc mật này sẽ làm cho vị món ăn thêm hấp dẫn hơn. Dùng nước mắm Coleman mới mua giúp món ăn đậm đà hơn. Phải có thêm mẻ bắt nhà làm thì mới ngon nha. Sôi quá chừng sôi luôn tộc trưởng ơi. Một tô lòng cá ngon như thế này, nói chứ không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức món ăn này đâu nha. Ngon khỏi bàn luôn đó. Nhắc đến Tây Bắc, có những thứ nguyên liệu gia vị đặc biệt không thể thiếu, đó chính là hạt dổi. Mùi thơm, hăng nhẹ của hạt dổi rất đặc trưng, chẳng giống bất cứ loại nguyên liệu nào. Món canh cá nấu măng chua hạt dổi này sẽ là minh chứng đây. Cắt quả cà chua bi cute này làm đôi, cắt khúc hành lá thì là. Trước khi nấu canh, cá phải được chiên qua. Phi thơm hết những nguyên liệu trong đĩa này, gõ mạnh cho xuống hết. Nêm gia vị cho vừa ăn và cho cá vào nấu. Đặt cá sát mép nồi để dễ bắt hình. Hạt dổi sẽ được giã nhuyễn, mắt kén cũng vậy. Ta-da! Một tô canh cá ngon quá chừng ta ơi! Vậy là đã điểm qua được những món ăn ở vòng đầu tiên này rồi. Một đại tiệc cá mang hương vị đất trời của Tây Bắc. Bằng mọi thủ đoạn, hãy chiến thắng đội đối phương nha. Bằng mọi thủ đoạn, hấp dẫn quá. Ở ngoài Tây Bắc, ngoài những món cá vừa rồi là ba bỉnh tộp, ba có nghĩa là cá và bỉnh tộp có nghĩa là gặp nướng trong tiếng Thái. Anh thì rành với cái này lắm, mê với cái này lắm.
và nó rất là ngon. Thì muốn chiến thắng thì phải vượt qua một trò chơi vô cùng đơn giản sau đây. Và lợi thế nghiêng về đội chúng ta. Mình ăn cái trận cá này rồi. Tại vì bên đây giờ đang có hai đường dây tâm lý. Thứ nhất là hai đứa gái với một người chủ chương trình. Mà bây giờ dòng nào cũng thắng thì người ta nói. Đúng rồi. Mà thua thì hợp lý vậy chứ. Bậy bình có hai đứa gái chơi đâu lợi người ta. Cả đúng không? Không có, đội em có não. Đường nào mình cũng bị nói cho nên là em hy vọng là anh thích mình nha. Đường nào mình nói cũng được chứ không phải là bị nói. Ok. Và trò, và trò chơi của mình nó phải phải dùng tới sức mạnh của đàn ông nhiều hơn. Mạnh lắm anh. Dê khiêng được mọi người luôn á. Nhưng mà nó bị hai cái sừng cắm vô cái não trong kia nát hết rồi. Cái não em nó không hoạt động nhưng mà cơ bắp của em nó có hoạt động. Nhưng mà bây giờ vậy nè, muốn chứng tỏ mình có não hay không mình chơi thử đi rồi biết. Nhưng mà em chắc chắn là em có tứ chi phát triển. Bởi vì nãy giờ ở đây anh Giang cứ nói em không có não nên là em chắc chắn là em thắng với cái phần thể lực rồi. Còn cái não có hay không mình chơi thử rồi biết. Câu này sẽ được chúng tôi tua đi tua lại nhiều lần. Chơi thử rồi biết, chơi thử rồi biết, chơi thử rồi biết. Hiểu luôn. Nguyên phần mà tự tin rồi sẽ được quay đi quay lại nhiều lần sau khi mình chơi thua. Rồi, mời trò chơi. Dạ, chơi đi anh. Thưa quý vị thân mến, đây là trò chơi cưỡi thú cướp hoa. Mặc dù ở đây không có hoa nào mà nó hoa cho nó sang. Này phải dùng lực của chân, của tay mà Khương Dừa là đang bị bóng gân. Đó là lý do vì sao đội mình có lợi thế. Biết bao nhiêu bông đẹp quá trời không chịu bông đi bông gân. Các bạn đã từng cướp cờ ngày xưa thì cái trò chơi này y chang như vậy. Việc của chúng ta là không chạy như cướp cờ mà phải phi con này. Chúng ta có 3 cặp số. Con muốn số mấy từ 1 tới 3? Dạ con muốn số 3. Khương Dự, em số 2 luôn đi. Số 1 luôn. Đó. Bên mình muốn số mấy? 1 luôn. Ê, em số 3. 3. Rồi, con sẽ đối đầu với anh Thuận. Dạ. Nhưng mà cho con đổi màu đỏ được không? Mình đổi đổi phong thủy đi. Chơi luôn. Đó, hay chưa? Ê, em phải làm cái gì đi rồi người ta mới cho đổi. Sao đâu, đổi cơ nào cũng thua à. Tôi linh tính ghê lắm. Em chơi, bỏ em đi. Tâm linh lắm mọi người. Luật chơi như sau. 3 cặp số là mỗi người đối đầu một người đúng không? Khi Trần Giang gọi số nào thì số đó chạy lên. Giật cái bó này, phi bằng con này lên nha, giật về đội của mình. Dạ. Cái mức là ở trong cái thảm cỏ màu xanh. Trong trường hợp mình vừa vật giật xong mà bị cái con số của mình á, số đối đầu á đập trúng mình là mình thua. Và khi Trần Giang kêu hết tất cả lên thì số nào đập số đó không được đập lung tung. Số 1 là đập số 1. Số 2 đập số 2. Số 2 là số 2, số 3 là số 3. À là mình chụp đứa này là mình phải chạy vòng vòng không có được. Ai thích thì đập tập trưởng cũng được. Về tới thảm cỏ rồi thì là chiến thắng. Ok. Ok. Chúng ta 3 lần hay sao? 3 lần hả? Nhiều lượt lắm. Ok. Chơi nhiều lượt. Rồi, mời về vị trí nào. Xin hỏi từ bản thân mình đã nhớ con số của mình chưa? Dạ, rồi, nhớ rồi, số 3. Tại vì đã có những vị khách đến đây chơi. Lên. Chạy lên hết rồi chị. Ừ, xin lỗi anh không nhớ số anh. Em đi nhớ. Nhớ số ra, đừng nhảy lên 7 số là bị trừ. Em không lên, em không lên. Mình không nhớ người ta. Phải nhớ số của mình chứ. Nhớ kêu số nào nữa thôi. Nhớ mình thôi. Ủa phải nhớ số người ta để đập cho anh lên. Sao em lại phân tích cái điều vô cùng vô lý vậy? Không thì anh Khương em một số thì anh Khương lên em lên. Lỡ anh Khương của anh sao? Thì em vẫn lên. Anh phải nhớ nha. Thì em vẫn lên. Em phải nhớ lên. Thôi anh Khương của anh lên. Đội nào mà lên không phải số của mình là đội đó bị thua 1-0. Trò chơi này thưa quý vị là cần sự tập trung và nhanh nhẹn. Nên đừng có vì những câu chuyện xung quanh mà quên lời MC nói nha. Số 1 lên. Số 1 kìa. Dạ Vy ơi. Dạ dạ dạ. Ôi. Có gì cái sự vậy đây? Đàn ông gì kỳ vậy trời ơi trời. Có một cái sự gì ở đây? Anh là không kịp. Em rất nghi ngờ đội em bán đồ. Số 2 lên. Em rất nghi ngờ đội em bán đồ. Số 2 lên. Số 2 lên. Số 2 kìa. Không phải dễ nhúng đâu. Chết tôi rồi. Chết tôi vậy thôi. Anh Thượng ơi, gỡ Thượng ơi. Thưa quý vị, tôi biết một điều rồi. Những ngày vừa qua Khương Dừa bó ở đây là bó giả nha. Phi như trâu mà giờ nói là hạ phi như ngựa vậy mà nói là bó. Cái con này nó biết phi nè. Con của anh là được mà con nó biết nhảy. Cộng thêm cái chân, cơ chân của anh nữa. 2-0. Vậy thôi, giờ muốn mình khỏi chơi. Chết tôi rồi, chết rồi. Tập trung thôi anh Khương.
người ta đã dặn rồi, đi tập trung mà sao kỳ vậy. Số 1 lên nè. Số 1 kìa. Số 3 lên nè. Thua rồi. Bị đụng nó thua rồi, đưa cho em đi nữa chứ. Thưa quý vị, tỷ số hiện tại là 2-1. Một đó. Khó hơn. Biết cách phi rồi đó, biết cách phi rồi đó. Hợp lý chưa? Số 3 lên. What? Số 3 lên. Chạm. Hai về rồi. Yeah, hai đều. Hả, không chạm được hả? Không. Không. Khó quá. Lần sau em đừng có đuổi theo anh nhanh như vậy nha, nguy hiểm lắm đó. Em cảm thấy là cái nó bị gần bên kia. Số 2 lên. Số 2 kìa. Từ từ, hai kìa. Không qua đây hả? Hai về đi. Không qua đây bắt nè. Hai về đi. Không có đối thủ. Đại con, cho em một cơ hội nữa đi. Anh Giang cho em một cơ hội nữa đi. Mình có chơi không? Dạ có chứ. Chơi bất sinh, chơi bất sinh nha. 3-2 kìa. Ủa? Gì vậy? 3-2 kìa. Bảy ơi. Bảy ơi. Em chưa có về. Tỷ số là 3-2. Còn khi nào tôi nghe là tôi kêu số đàng hoàng. Có chữ số trong đó. Trời ơi, cái gì vậy? Tập trung quá mức. Số 1 lên. Không hả? Vậy? Không an toàn được lấy. Ủa gì Vy? Không an toàn được lấy. Phải dùng cái này. Phải dùng cái này để chơi. Lên nhanh quá đủ em rồi. Phải dùng cái này để chơi nha. Người ta ở đây rồi. Bà lấy sao bà còn nhìn nữa. Em phải né. Mình đi về ha. Xe. 3 đều. Số 3 lên. Số 3 không an toàn được lấy nha. Tất cả tôi thôi. Giúp. Từ từ, anh ơi. Kỹ thuật viên của em. Kỹ thuật viên của em hả? Sao giấu kỹ thuật hoài vậy? Để mà chơi đi. Chơi đi hả? Chơi thiệt tình đi. Ủa, chơi thiệt tình đi. Em bị khinh địch quá. Bên mình đang dẫn trước 4 bàn. Bốn bàn nha. Số 2 lên. Số 2 lẹ lên. Cái gì vậy? Đợi em nè. Cái chân anh không được đau nha. Cái chân anh không đau nha. Cái chân anh không hề đau nha. Đau rồi, gắng cố gắng đó. Ủa gì kỳ vậy ta? Ngân ơi. Số 1, số 2 lên. Lẹ. Bắt đi. Ủa? Số 2 đụng nữa. Số 2 đụng không ơi. Số nào đụng số đấy mà. Số 2 đụng số 2 nè. Quên cái vụ số nào đụng số nấy của bé Ngân ơi. Anh lấy cái thương rồi, thấy thua chắc rồi. Chết rồi. Ngân ơi, em có chơi không Ngân? Chết rồi Ngân ơi. Em nấu ăn không được, nhúng không được. Cái gì bây giờ Ngân? Số 3 lên. Số 3 lên. Từ từ. Dẫn nhất dấu kỹ thuật. Mình lại lại ơi. Dẫn nhất dấu kỹ thuật. Sao nói à, chân em dài, tứ chi phát triển. Tôi đã nói rồi, chân cản là do bộ não quy định. Chán thiệt. Tất cả lên. Ôi, thấy anh Khương bắt, thấy Ngân thấy sập mà đi chưa thấy cái này luôn mà sao biết kịp anh Khương. Quá nản. Thấy anh Khương chụp thấy thua rồi. Sao anh Khương nhanh vậy ta? Có đau chân đâu. Đau không có đau chân đâu. Ráng chơi vậy. Ráng chơi. Thua với nó nhỏ kỳ lắm. Số 3 lên. Ê, số 2 lên kìa anh. Số 2 lên rồi, 7 rồi. Số 2 có lên. Chúng ta vui. Chúng ta vui. Anh Giang có thấy không? Số 3 lên. Số 3. Ê, số 2 lên kìa anh. Số 3 lên. Số 3. Ê, số 2 lên. Số 2 lên rồi, 7 rồi. Có lên. Số 2 có lên. Chúng ta vui. À, tỷ số hồi nãy là nhiêu? 6 đều á. 7-6. Đó. Tự nhiên là Ngân ơi, làm chơi. Em tỉnh táo, đừng có phải hai đồng bội nè. Số 2 lên. Đó. Rồi, xong nữa rồi. Dạ. Ê, con Ngân ngửa. Nè, gái, chỉ cho nè. Mình đã không nhanh hơn người ta là mình phải dùng não. Từ từ lại. Hiểu không? Trong trường hợp mình không giật được á, thì mình đừng có giật. Mình vòng qua đây mình chờ người ta. Chọc câu liền. Ừ. Không có chiến thuật. Thắt cái này nè, thắt cái này nó cũng làm ảnh hưởng tới não này nha. Thắt này nè. Sao?
Số 3 lên, Tứ Chi lên. Số 3. Số 3 má. Số 3 má. Bắt cái gì mà bắt? Thôi tại sao lỡ kinh nghiệm nhúng như vậy vậy anh Thuận? Tức kỳ chứ. 8, 7. Số 1, số 2 lên. Dí đi, dí đi, dí đi, dí đi. Trời ơi, Ngân ơi, số 2 chụp được anh có làm được cái gì nữa đâu. Thiệt tình hà. Ha ha ha. Ha ha ha. Mẹ chụp dễ sợ luôn á. 9, 7, chỉ còn 1 điểm nữa chiến thắng. Vì chúng ta chơi tới 10. Số 3 lên. Số 3. Làm gì anh Thuận? Anh làm gì như vậy? Anh Thuận, anh bình tĩnh, anh làm gì mà... Đâu này nó chỉ là điểm số thôi nha. Nó điểm số là mình cố gắng vì tội lỗi của mình. 8. Cặp đấu cuối cùng sẽ quyết định. Không, 9, không, 8. Số 2 nha. Em không muốn làm tội nhân đâu. Em Giang, em không muốn làm tội nhân đâu Giang. Em thiệt. 1 lên. Bắt ơi My, bắt. Chồng của đây nè My. Chồng của đây nè. My con kia. Nó lấy nó chạy rồi nè. Đúng rồi đó. Rất là thông minh rồi đó. Coi chừng cái tay ta chân hết nha. Làm gì vậy đâu có gì vậy. Thôi bây giờ anh lấy đi, anh nhường em á. Cái này nhường, mất thời gian của mọi người nha. Ok. Anh mà đụng em một cái anh là con gì? Đụng thì không có biết. Trời ơi, người, con người nha. Anh vẫn là con người. Đúng á. Anh mà đụng em một cái là con người. Ê Vy, Vy, nó chạy đâu? Bên đây mới giật chạy được chứ. Đúng rồi. Nhưng mà qua bên đây thì người ta chạy mất tiêu rồi. Ê Vy, lại đâu, lại đâu, lại đâu. Ê Vy, lại đâu. Đó. Lại đâu? Đó, à, đúng rồi nha. Đúng rồi nha. Đúng rồi nha. Yeah. 10, 8, 8. Ủa gì? Muốn chơi vậy là mình thua đó. Số 2 lên. Số 2 đúng rồi. Số 2 lên. 2 lên nha. Thua rồi mà chẳng. Chẳng nha. Trời ơi, thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Em thua anh không? Ủa Tứ Chi đâu con? Tứ Chi. Tứ Chi. Đòi con thắng mà gì đâu. Con sợ bị tua chậm lại cái câu hồi nãy á nên con trốn. Tua vẫn trốn. Rồi, không sao đâu con, đợi con thắng rồi. Rồi, nói gì nữa? Thôi, dọn ba biển tộp ra ăn nào. Yeah. Thưa quý vị thân mến, với sự gánh tim của một bình Khương Dừa dù đang bị chấn thương đầu gối, cái đó kêu bằng gánh dừa luôn á. À, gánh dừa, hai trái dừa hai bên. Một bên là no, miễn sao bé, bé Tứ Chi rồi. Bé Tứ Chi miễn sao mình được ăn được rồi mình cũng chứng tỏ là mình thông minh mình mới được ăn chứ anh. À, mọi người bây giờ em hỏi này, nếu như mà em không thông minh là ban đầu em sẽ không chọn về đội của anh Khương Dừa. À, cái chiến thuật ở đây mình biết mình thiếu cái gì mình sẽ tìm cái nơi để mình bù vô. Nó thiếu đủ thứ hết trơn. Đã có bạn trai chưa? Dạ mình đừng nói chuyện gia đình ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ dùng món đầu tiên trước ha. Ăn cho anh. Dạ em mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cho anh. Ủa? Hãy có lòng tự trọng. Ờ trong phim diễn lên đây diễn gì? Vậy tại sao lại đem cái này ra đây làm gì? Tăng nỗi đau. Hưng hưng nước miếng. Đây chúng ta sẽ dùng cái món ba biển tộp trước nè. Ba bên tộp. Bây giờ hai đứa gấp anh ăn chứ anh gấp hết nổi rồi đó. Em sẽ dâng tận miệng anh thật luôn. Thật ra là bên đầu bếp có cuốn sơ đó. Đó đúng rồi. Rồi em ăn rau thôi được không? Anh Khương ăn đi anh Khương. Lúc này thì mình nên im thôi. Mình sĩ chỉ diện. Nên im thôi. Mình phải sĩ diện. Tại vì anh cũng đã có kinh nghiệm một đây. Lần chơi rồi. Mình chỉ nên im thôi. Khi nào người ta hỏi ủa sao thường không ăn vậy, lúc đó mình mới lấy đũa mình ăn. Đây chấm vô ít chấm xéo. Em phải miếng đầu tiên cho anh Khương đi nha. Anh là người đã cho em bữa ăn này. Đúng. Split up, though I still need ya.
Lại lại. Rồi. Khá đúng quá. Thơm, không tanh. Chậm chéo cũng thơm. Ủa nhưng mà cái này đúng là chấm với cái nào mới đúng anh? Chậm chéo. Chậm chéo mới đúng. Còn cái nước mắm là em nghĩ chứ để không ai không ăn được cái này. Đâu người miền Nam. Anh không quan tâm mày luôn á. Ba á, chữ ba trong tiếng Thái á, mà đặc biệt người Thái đen á, là nghĩa là cá suối. Cá ba. Cá suối, biển tộp là gặp nướng. Tại vì ngày xưa á, người ta đi rừng á, bắt con được lên là người ta không phải như bây giờ ướp nhiều lá đâu. Hồi xưa là cứ bắt kén lá ngón muối bắt cái lá xung quanh rừng á và gặp đại nướng thôi. Em ăn thử một miếng nha mọi người. Trời ơi ngon lắm nha Thành nha. Đây, anh biết không, mình mới cắn vô là cái da nó rộp rộp, nó giòn giòn. Mình ăn sâu vô cái lớp da một tí mình sẽ thấy lớp thịt tươi rất là thơm anh ngon. Anh mời hồi nãy thực sự anh cũng ăn rồi, nó cũng no rồi. Vậy anh em mình tình nghĩa cũng dữ lắm luôn. Ăn no quá trời luôn. Bây giờ mình dùng món tiếp theo là cái các loại rau. Mình không quan tâm đến mấy này mày. Chấm lòng cá. À là chấm vô cái này luôn hả anh? Trời ơi. Chấm nhưng mà mình thôi, vì mình nhiều người ăn quá cho nên mình sẽ chan. Ớt này ngon lắm á. Này ăn ớt cái da cá nó giòn, giòn lắm đúng không? Ớt này cay thơm lắm. Cái lòng mềm bùi khác mực ăn ngon rồi các loại gia vị thấm vô này cũng như là lòng cá rồi cái mình đem kho thôi đúng không? Xào lên thôi. Ở ngoài người Tây Bắc người ta hay ăn mấy cái lá mà xung quanh nhà ở triền núi mà có lá gì là ta tự bước vô ta ăn vậy đó. Càng về sau thì món càng hấp dẫn. Đúng rồi, không vòng này có mời mình cũng không ăn rồi đúng không? Tháng em cũng ăn được, tháng em cũng đũa luôn, tháng em cũng không đụng đũa luôn. Rồi mình tới món tiếp theo. Đây là cá nấu măng với lại măng chua hả? Hạt dổi và mắt khén. Hạt dổi và mắt khén là hai cái gia vị đặc trưng của người Tây Bắc. Ở dưới mình thì nấu mắt khén gọi là tiêu rừng đó. Hạt dổi là gọi là vàng đen của Tây Bắc. Mắt khén là tiêu rừng. Này ăn nó cũng trị cảm luôn, cũng hay lắm, trị nhiều bệnh hay. Người Tây Bắc một cái là không món gì là không bỏ mấy cái này vô hết trơn. Mắt khén à? Ngộn ha. Em biết đội em nhỏ vậy, nãy em khỏi chơi cho rồi. Trước sau cũng được ăn. Con bé này. Bé được sinh ra trong một gia đình khá giả, ỷ lại anh. Đúng rồi. Con chồng sau tự đi chơi nha. Đúng ra mọi người mới nói là hồi nãy em có chơi hả? Ném chua hết. Không, thật ra là đứng yên thì ghi hình không được. Nên phải nhảy lên xin nữa có hình đi ghi. Nhưng mà trước khi mà mọi người chơi tiếp vòng 2 thì xin mời đội mình chọn một phần quà ở trong có ba cái rương đó, 1, 2 hoặc 3. Có được phần quà. Mỗi vòng được có một phần quà là tiền thưởng. Con chọn đi. Con chọn là vô có cái phần quà là không đồng liền luôn á. Trời, có không đồng luôn hả anh? Có. Trời ơi, con sợ quá, mọi người chọn trước đi. Chọn đi để em lấy cái còn lại, coi như nếu lỡ không đồng thì là số phận. Còn lại là cái nào? Nghĩa là mọi người chọn trước hai cái đi. Còn dạ cái không ạ. Chọn một cái hả? Không có làm gì được em. Hả, chọn đi để đợi chị phải chọn. Nữa. À, ba vòng mỗi vòng một cái. Mình lại của gia đình con đâu, lấy hết ba cái. Ủa con biết, là con đại diện đội chọn á hả? Thế nào biết bà Bích sẽ đổ à? Thôi, con sợ cái đổ cái trách nhiệm này lắm. Không lựa đâu, anh Hương lựa đi. Trưởng thành rồi, chọn đi. Chọn đi. Có gì bù tiền. Còn không cần đi tới. Có gì bù tiền. Cuối chương trình mình mới mở. Sợ gì? Em chọn số 2. Rồi, số 2 nha Hương. Dạ. Bé chọn số 2. Dạ, số 2. Cho bụng chén đi. Trời ơi, anh. Để em múc cái đồ riêng. Đâu có dùng dạ, đâu. Đâu có dùng đâu. Mình nhớ nha. Mình phải nhớ cái cảm giác này. Nhớ. Cái vòng 2 á. Nhớ cái vòng 2. Phải cố gắng. Cái vòng 2. Nhớ đến cái vòng 2. Để mình ăn cho thật ngon. Để mình chọc cho thật đã. Nếu mình thua thì sao? Anh ơi. Nhục. Lại nhục. Nói tôi đối nghiệp đó. Trời ơi. Em thấy cái hương vị rất đặc biệt trong món canh này nha. Anh biết hương vị gì không? Hương vị nước mắm Colomen. Vị nước mắm Colomen. Con bé nó sắc sảo quá. Con bé nó sắc sảo, khá là sắc sảo. Nghe cái mùi gì không? Mùi gì anh? Mùi nước mắm của bên này trong đây nè. Nói chung là vòng 1 thì mình
mở hàng nó nhẹ nhàng đơn giản, vòng hai hoành tráng dữ dội vô biên. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ đến với vòng thứ hai, và thưa quý vị là quý vị sẽ nhìn những hình ảnh sau đây là quý vị sẽ bật dậy và đi mua đồ ăn ngay, hoặc là đi lên Tây Bắc luôn. Thật lòng là vậy. Xin mời. Bây giờ là thực đơn hoành tráng lệ, nhìn thôi là phải bẻ luôn cái chân hương dừa thiệt luôn. Những làn khói sau đây sẽ làm mọi người chết mệt chết mệt. Xin mời. Welcome back tộc trưởng và mọi người, mời mọi người đến với đại tiệc heo tộc Tây Bắc nha. Yeah. Đặc trưng của người Tây Bắc khi làm món heo tộc, người ta thường đem thui để cho lớp da bên ngoài được giòn ngon hơn. Hạt mắt kén thường được người dân tộc miền núi Tây Bắc làm gia vị trong hầu hết các món ăn. Heo tộc nướng mắt kén cũng là một trong những món ăn khá hay ho của người dân nơi đây. Người ta thường chọn phần thịt ở đùi và vai trước để làm món này. Anh đầu bếp sẽ cắt thịt thành miếng vừa ăn, ướp với riền, xả, hạt mắt kén, mắm tôm và rượu trắng làm cho món ăn thêm đặc biệt. Dùng xiên để xiên thịt vào xiên, để cho ngấm rồi mới đem đi nướng. Khi nướng nhớ xoay trở cho thịt chín đều. Tên, miếng thịt bò nhỏ xíu treo toàn ten thấy thương chưa kìa. Wow, những miếng thịt chín vàng nhìn ngon quá đi. Hạt mắt kén đã thấm đều vào thịt. Ăn kèm với mắm tôm thì thôi, thua gì cũng chịu luôn đó. Món tiếp theo trong combo heo tộc lần này đó chính là món heo hấp. Nhờ thui mà da của miếng thịt mới vàng giòn như thế này, giòn đến từng lỗ chân lông. Người Tây Bắc thường lấy phần thịt ba chỉ hai bên để làm món này. Miếng thịt sẽ được để nguyên, thoa đều chẩm chéo lên thịt. Vì được làm từ rau rừng nên chẩm chéo sẽ bao hết vị thơm tự nhiên. Cuốn thịt lại, bọc một lớp lá chuối bên ngoài và cố định bằng bao thực phẩm. Cuốn thịt này sẽ được đem đi hấp. Anh đầu bếp trở mặt cho mọi người xem nào. Mặt kia cũng không khác gì mấy. Anh đầu bếp trở mặt cho mọi người xem nào. Nhớ đọc sạp. Thịt thường được hấp chung với xôi gấc và lá cẩm. Màu xôi hoàn toàn tự nhiên, hòa quyện hết hương vị vào cuốn thịt hấp. Wow, cuốn thịt đã được hấp chín. Cuốn thịt thành lát như thế này là có thể thưởng thức được rồi. Ăn vào sẽ thấy miếng thịt hấp ngon ngon, mềm mềm, ngọt ngọt, thơm thơm, béo béo, dai dai, hay hay, thích thích, vui vui, nhớ nhớ. Combo heo tộc mà thiếu món dồi heo nướng thì thôi, vẫn không còn gì để nói luôn. Đầu tiên là làm phần nhân bên trong dồi. Rang đậu phộng, đậu xanh. Vì là phần nhân nên hầu như mọi thứ đều được băm nhuyễn. Phần lòng cũng được băm nhuyễn đến rung cả màn hình. Nhồi nhân vào ruột. Trước khi nướng, dồi phải được luộc qua. Phải nhóm lửa cho than thì mới nướng được. Xoay trở mặt để phần dồi được chín đều nha. Cha cha, những miếng dồi nằm trên tấm thớt của thiên đường ẩm thực đang làm sao xuyến bao nhiêu con người ngoài kia. Thật không hổ danh là một trong những mồi bén của người dân Tây Bắc. Một vị trí tiếp theo cho combo heo tộc đó là món heo giả cầy. Trời ơi! Wow! Anh đầu bếp chặt thịt thành khúc một cách nhẹ nhàng. Ngoài những nguyên liệu cần thiết thì phải có mắm tôm, rượu trắng thì mới đúng bài nha. Trộn đều. Cho dầu ăn vào nồi thủy tinh màu vàng. Thêm nước và hầm hơn 1 giờ thì thịt mới ngon đúng chuẩn. Rắc một ít rau lên cho vị thơm của thịt thêm đậm đà. Chỉ cần nhìn như vậy thôi là đã muốn chén ngay rồi. Và món cuối cùng của đại tiệc heo tộc cũng khá là hot hit đây nha. Món này có tên là canh lóng. Một loại canh nấu sệt đặc trưng của người Tây Bắc. Đặc biệt loại canh này không nêm gia vị. Anh đầu bếp cười rồi mới lấy miếng xương. Nó sao? Đu đủ xanh thường được chọn để nấu món canh này. Phần nước súp chỉ thêm một ít muối, gừng và xả. Nước sôi thì cho xương, bắp chuối và đu đủ vào. Dùng tay đậy nắp nồi lại và hầm cho đến khi thịt mềm.
Mặc dù không nêm gia vị, nhưng nước canh sẽ có vị ngọt từ xương. Ăn vào sẽ thấy ngọt mát vô cùng. Vậy là đủ 5 món cho một combo heo tộc rồi. Ờ, 5 món kìa. Người Tây Bắc thường bày món trong cùng một mẹt để thưởng thức. Ăn kèm với xôi như thế này, hương vị món ăn hòa quyện với hương vị xôi. Món ăn thơm mùi món ăn. Xôi cất thơm cất, xôi lá cẩm thơm lá cẩm. Nào, chén hết mình trong vòng này nha. Sạp nhỏ sạp tiệt. Trời ơi, chiến đấu đi giây phút cuối cùng mọi người ơi, em sẽ chiến đấu. Không nhường nữa nha anh Đừng. Em biết cái này ngon nên nãy mình nhường, bây giờ là không nên nhường nữa. Không nên nhường nữa. Vấn đề không phải là mình nhường hay không nhường mà là mình chơi hôm lợi người ta. Và trò chơi sau đây, con ơi, con có chơi hay không thì biết luôn. Chơi. Chơi chứ. Chơi chứ, mấy món này mà không ăn là chết nha. Dạ. Cho dù mình có như thế nào cũng phải chiến đấu giây phút cuối cùng chứ. Nè, tôi xin thông báo trước cho hai đội. Không thắng, không được ăn thì sẽ không có trò chơi phụ và không được cho ăn nha. Trời đất ơi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta trở lại với trò chơi là đá bóng bằng trái bưởi. Đây là trái bưởi mà nó bị chai, nó bị sượng rồi nên chúng tôi không ăn được. Đá hổm đài. Mà gì, mà bưởi thì đâu có hư, lâu hư lắm. Trên đá cả tháng rồi vẫn chưa hư. Không mua trái mới nha, mua trái mới mình ăn cụ trái này nó hư, nó bị sần, nó không đỡ tốn tiền. Thì chúng ta mỗi đội có 3 thành viên, 2 người đá và 1 người giữ gôn. Nhưng mà không được nằm che chắn gôn nha. Ok. Không được tạo dáng bên bờ suối nha. Chết rồi. Em rút lại lời nói hồi nãy được không? Có khi nào giờ em rút cho đồng đội đỡ nặng gánh được không? Đổi với đội bạn hay sao? Ừ, đổi với đội bạn cho đồng đội đỡ nặng gánh. Đổi chị qua. Thôi. Rồi, bây giờ quả tù xì đội nào giao bóng trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi, lên rồi đó. Lui. Xin chào quý vị khán giả đã đến với trận cầu đỉnh cao của thiên đường ẩm thực. Vâng, trọng tài đã cho bắt đầu trận bóng. Rồi sao? Biết là bàn không? Chị Oanh nè, anh lên. Là... Chị qua cho anh nè. Cầu thủ Khương Dừa đã cướp được bóng. Với kỹ thuật cá nhân đỉnh cao, anh đang có những đường bóng hết sức lắc léo. Ôi không, anh ngã rồi. Nhưng rất nhanh, anh vẫn tiếp tục xìa bóng. Khoan đã, sao đợi bóng mà chỉ có một mình anh Khương Dừa? Đồng đội của anh đâu? Hay. Phạm lỗi ơi, Phạm lỗi ơi. Ghê quá à. Không. Lên bánh kìa. Không có phạm lỗi gì đâu. Đâu phạm lỗi gì đâu. Sao lưng kìa. Ây da. Thôi đừng đi nè. Ủa Vi, hai đứa có chơi không? Ủa? Mẹ tụi em đang giữ gôn nè. Ủa đứa lên đứa phụ anh chứ. Một người giữ gôn thôi. Thôi vậy hạ ra đi chơi. Đá đi. Ê, gì vậy? Nó hôm em luôn à anh. Ủa anh không giao luật em đâu có biết đâu anh Giang. Cả người trái phép. Phải không có giao luật. Nhanh. Kìa coi bảo kìa. Dạ thành viên. Thôi được rồi. Đá lên đi, đá. Đi đá cũng vừa. Em chạy hết nổi rồi, anh đá đi. Đi đá. Hả? Đá cái bên chuyền từ từ lên. Đúng rồi. Đi đá. Về phụ đi chị Bảy. Nhanh. Đó. Hết bóng. Đúng rồi anh. Đá ra, ra. Bắt góc không? Không. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi thấy Khương Dừa đang đơn độc lẻ loi một mình trên sân bóng. Hai bàn tay còn lại không phụ gì cả, thưa quý vị.
hiện tại đội bóng của Thành đang chiếm ưu thế trên sân. Về đây, bọn kia, bọn kia, bọn kia. Đá một phát vô luôn đó. Ok. Ê, đúng rồi. Thế anh. Ê, có dừng té anh. Đá một phát vô luôn đó. Đá một phát vô luôn đó. Đá một phát vô luôn đó. Chúng tôi đã giao từ đầu là không được nằm. Không được nằm. Đừng có nằm. Cãi trọng tài. Nhanh, lên. Ra dễ. Hết bóng rồi. Gì vậy? Phải ghi một bàn nha. Vô đi, vô đi. Vô đi. Đây là, đừng đây có bám vô anh. Vô đi. Lên đi, lên đi. Lên, lên, lên trên, lên trên. Thầy ơi, thầy ơi, thầy đẹp, đẹp. Anh đợi, anh đợi, anh. Hay quá, hay quá. Nằm, nằm đá trên sân. Nằm đá luôn kìa. Ngân. Chơi. Bắt lại. Đá đi, đá đi, đá đi. Không vào, như vậy là Hùng Thuận đã tham gia tấn công nhưng không vào bóng, không vào. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi thấy Khương Dừa đang thở oxy, thưa quý vị. Rất mệt mỏi, để ăn được heo tộc rất mệt mỏi. Kiểm soát Khương vô, kiểm soát Khương vô, kiểm soát Khương vô. Ê, yeah, yeah. Yeah. Sao vậy? Ủa? Kiểm soát Khương vô, kiểm soát Khương vô, kiểm soát Khương vô. Ê, yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Sao vậy? Wow, như vậy là tỷ số 1-0 đã nghiêng về đội của chúng ta. Và bé Tứ Chi đã là chính là tội đồ của đội mình. Rồi, vô. Chị vô trong nè. Tứ Chi lên đi con, lên đây đi con. Tứ Chi. Thanh. Đá. Thanh. Đá. Đá. Trời ơi. Đúng là Tứ Chi. Lên, 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 lên. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Ủa? Nó vô lụng lưới luôn. Nó lụng lưới luôn rồi. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ, từ từ. Nó lụng lưới luôn rồi. Như vậy là 2-0. Yeah. Hay ha. Đúng rồi. Đừng có che. Đừng che. Ai không chơi kỳ á, đụng té cánh gà á, kỳ á, đỡ cho con gì á, cánh gà, cánh gà, cánh gà, cánh gà, đúng rồi, 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 trời ơi, trời ơi, bà Tứ Chi ơi bà vợ, trời ơi, bà Tứ Chi ơi bà vợ, ê, chơi kỳ á, chơi kỳ á, thằng này. Ê, 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 ê. Tứ Chi, Tứ Chi. Không. Nghe tên. Thẻ đỏ luôn vậy. Ngồi ghế. Em bị cái gì không biết luôn á mọi người ơi. Mọi người ơi, em bị cái gì vậy, em bị đuổi vậy mọi người ơi. Người ơi. Ngồi. Rồi, ngồi nghỉ ngồi đi. Còn một quả nữa thôi nha, 3-0 là chiến thắng nha. Khương Dừa một mình chống lại. Thằng ơi. Ôi, sao rồi? Nani. Một mình chống lại, Khương Dừa một mình chống lại. Sao rồi? Ôi, sao rồi? Đúng rồi. Thắng rồi, thắng rồi, 3-0 rồi. Ăn rồi, ăn đi, ăn đi. Trời, con bé đã chơi dở mà nằm còn xấu nữa. Thưa quý vị, sau một thời gian vật vã với trái bưởi thì các bạn đã chiến thắng ngoạn mục tuyệt đối 3-0. Đội bên kia một mình Khương Dừa đã không còn đủ sức nữa rồi thưa quý vị. Hồi nãy con bé nói gì, vòng này nó sẽ thắng sao sao quên ta. Ủa, không có nói gì, nãy không dám nói gì luôn á anh Giang. Rồi, bây giờ chúng ta làm công việc đầu tiên trước khi ăn lệnh nặng.
chanh và muối. Ăn chanh và muối. Ê, đi ăn vô mắt. Ủa, nghe cái mùi thôi ạ. Đừng bỏ cái vỏ nghe. Rồi sao anh làm gì anh? Chanh vô cái muối mới vậy, mới vậy. Sau đó mình tép. Đồ ăn, mà không ăn đi ăn chanh chỉ cho cực vậy. Ủa, ngon lắm anh ơi. Ngon nha. Làm sao chua. Rồi sau đó mình ăn cái gì biết không? Ăn cái heo nướng trước nè. Ăn đồ nướng trước nè. Dồi, cái dồi đó. Thì cái dồi lát nó nguội nó không có giòn nữa. Đúng rồi, X dồi. Em mời cả nhà. Rồi mời cả nhà. Mời cả nhà. Đây là dồi, đây dồi đây. Chậm chéo nha. Bà Bảy bán cho lòng đây nhóc. Nhưng mà cái dồi đó dồi khác Khương ơi. Chậm chéo. Con, gia đình đang coi mình đó. Chậm chéo nha. Chậm chéo. Con, gia đình đang coi mình đó. À, cái này là dồi là mình chấm với lại chậm chéo à. À, gì cái gì chậm chéo à. Chậm chéo chậm cắn chéo nha mọi người. Chậm chéo. Chậm chéo à. Dẻo thơm, cái da ở ngoài cũng giòn, ở trong có cái huyết với các loại em đậu xanh rồi đó, đậu xanh, đậu chéo, đậu phộng nữa, phào lạnh vô rồi. Mà dê, hồi nãy cái này hồi nãy mình ăn rồi, giờ mình cũng đâu cần ăn đâu phải không dê? Dạ không. Không là sao? Mình cần ăn chứ chị. Đó. Đây, mình lấy cái heo hấp nè. Vâng. Mỡ nhiều quá. Dạ không ạ. Đây, không có heo có ạ. Heo hấp nè, heo hấp nè. Hấp heo nè. Mình chấm vô cái muối ớt hồi nãy mình ăn chanh đó. Dạ. Đó, chấm hai mặt nha. Lật bên này mặt lại bên kia. Đó, this side and this side. Oh. And à, hết sang miệng luôn anh. Cho mượn cho bữa nãy đi. Hồi lột bữa ăn cũng được. Dạ. Ôi. Đó. Đây nè. Ớt. Ngon quá Mình nhớ hồi nãy người ta cay đắng với mình như thế nào không? Bây giờ mình không có chọc người ta. Ủa đâu có. Hồi nãy mình hỏi luôn mà giờ ăn không? Tại vì hồi nãy mới ăn ngon cắt cho ăn mà. Chứ lẽ giờ năn nỉ. Ê, diễn viên ăn mình ăn bớt chép đi. Đúng rồi. Chép nhiều quá. Không, mình chốt chép thì không sao á. Sao? Không nói chuyện hả? Mẹ có dạy ăn đừng nói chuyện hay anh? Dạ đúng rồi. Mục đích của em tới đây là để ăn thôi mà. Ngon quá. Trời ơi, thiệt. Mình phải nói chuyện mới ghi hình được chứ. Con. Dạ. Ông kính đây nhiều lắm, con đừng làm vậy. Hả? Ba má nhà buồn mình lắm. Không nói chuyện hả? Ăn vậy chứ không mẹ biết gì ăn đừng nói chuyện hay ăn vậy chứ không biết gì chứ. Mục đích của em tới đây là để ăn thôi mà. Ngon quá. Mình phải nói chuyện mới ghi hình được chứ. Con. Dạ. Ông kính đây nhiều lắm, con đừng làm vậy. Ba má nhà buồn mình lắm. Mình năm nay cũng 26 tuổi rồi. Trưởng thành rồi, chơi còn dở. Ăn có một miếng ăn mà xài xệ quá. Cái này ở nhà em mua cũng được vậy. Thôi, mình dẹp bàn tiệc, mình chơi trò thứ ba đi nào. Đây, bây giờ mình ăn món tiếp theo là nướng xiên. Luộc xiên, dồi. Chấm nhẹ. Anh làm muốn xỉu rồi. Ngon à? Ờ, mềm thấm đậm gia vị. Trời ơi, ăn vô miếng tưởng đang ở Mã Phí Lèn. Mã Phí Lèn. Con heo này á, heo tộc hay là mình gọi là heo mọi đó. Sáng á là người đồng bào nuôi nó, xong lụa lên núi. Ai? Người đồng bào lụa lên cho cái núi cao 1800 độ C đó. Trời ơi, 1800 độ C hả? Ừ. Cho nó chiều. Rồi siêu mất heo luôn. Đâu có, 4 giờ rưỡi là phải về. Bị tối không thấy đường đi. Hả? Lần sau sẽ dựng một hệ thống bậc thang cho nó leo xuống để cơ bắp nó nổi lên. À, ăn cơ của nó hành chưa chưa nữa hả? Về mới tắm, tắm cho thịt nó thơm. Tắm. Ừ, tắm
tắm trong cái massage. À, massage đổ sữa tươi. Quy trình nuôi heo sạch đó. À. Hồi đó thường cũng nuôi mấy con heo ăn vậy, sáng cũng đưa đi ăn ngày kia để làm cho cái món mấy món heo ngon á. Ừ. Rồi, rồi. Tới giờ riết rồi cái nó cán ăn quá cái hơi mệt quá phá tiền cơm, nó muốn ăn gì đó ăn luôn. À, những câu chuyện thật là tào lao thưa quý vị. Đó, hồi trưa tôi thấy người đồng bào người ta nuôi mà. Xong có người ta massage. Về sau này ta cũng mệt rồi nè, đó, 150 thì qua bên kia massage. Người ta mắc phải ta mệt. Bây giờ đi. Giả cày nha. Giả cày anh. Giả cày nha. Thì lần lâm mơ rồi nè. Ấy chà. Đó phụ nữ ăn giả cày ha. Đúng rồi. Chữ thông nữ ăn giả cày đúng không? Do mình hầm lâu á, thịt mềm. Mềm mà thơm. Da heo này ăn cũng xuất sắc. Ăn với cơm lam kìa anh. Kệ ta, tháng tổng quan gì ta ăn. Anh Thuận em bẻ cơm lam cho anh ăn nha. Không, để anh tự bẻ. Anh có cơm lam đây, có anh Thuận, anh cần kiến. Đây có luôn, có luôn. Đồ chúng tôi không ai đặc quyền cả. Đây nè, bây giờ mình thử canh lóng nè. Canh lóng này là canh lóng người ta nấu với lại đu đủ. Còn tôi ăn canh lóng của người Mường thì người ta nấu với lại cái lõi chuối. Tại sao gọi là canh lóng anh? Cái lõi chuối người ta gọi là lóng chuối. Còn này là nấu bằng đu đủ. À, trời. Cái đu đủ nó mềm. Bỏ vô là tự nó chạy vô luôn hả? Không vậy. Mình múc cái tô trước mặt người ta nè, nó mới đau nhiều nè. Dạ. Thì xa xôi rồi. Trái cho té một cái đổ cái tô. Vậy mà mày nói là yêu Tường Vi. Mày ăn trước mặt Tường Vi vậy đó. Vi có nghĩa rồi mà. Đóng cặp với em nhưng mà mê Tường Vi nên diễn với em toàn diễn ngược tâm lý luôn mà. Tường Vi là có người yêu rồi. Cứ vậy hoài, nó nghe anh Giang nói nè. Thật ra khi mình chinh phục người phụ nữ á thì hãy chinh phục người có mặt bạn trai. Tại sao anh? Tại mình đấu với một thằng đó. Còn người chỉ có bạn trai mình đấu với rất nhiều thằng, mệt. Còn một thằng đó mình điều tra đó là ai, ở đâu, làm gì? Lụm. Lụm gạo. Lụm đi. Có lụm không? Để lụm. Một là nó lụm, hai nó lụm lên mình. Gấp miếng sườn này. Ủa sao anh phải gấp xa vậy? Anh thích bánh. Anh thích làm cái gì trước mặt ra vậy đó? Đừng nói vậy, phải trả lời vậy. Anh muốn gấp vậy để gần Vi hơn. Thú lạnh à. Nè, để anh kể cho mày coi là thính nè. Vi quê ở đâu? Quận Tư. Quận Tư đặc sản là gì? Bây giờ hả? Bây giờ là thấy hình như là ốc với lại pha lấu á. Còn thiếu một món nữa Vi à? Món gì vậy? Nụ cười của em đó. Mà bên kia cười là ok, cái chén bay qua là thua. Rồi giờ làm đi nè anh Thành. Làm thử đi, làm thử câu đi anh Thành. Thử anh. Thôi ăn đi mọi người ơi. Thử câu đi. Mọi lần cứ vậy thôi. Có gì em nhắn tin. Để em nhắn tin anh Giang. À, thì ra là vậy. Thôi, mình để cái tô này qua bên kia đi. Em không muốn thấy những cái này trước mặt em nha. Đâu thử món này. Sao anh bị sao? Ok ngon. Không có niêm gì phải không? Ngọt, ngọt xương hả? Ngọt xương. Ngon từ thịt, ngọt từ xương luôn. Tiếp, em là wifi của anh. Em là wifi của anh. Hỏi cho vậy. Sao vậy? Khi mất em là anh mất mạng. Khi ba là mất mạng. À, có nghĩa là thí dụ anh nói á, anh nói lại câu đó thì em sẽ kiểu gì vậy trời. Giang. Còn Thành nói là gì vậy cha. Thua nha. Câu đó là cái chén bay qua đó. Cho nên là phải ra một cái câu nào mà đừng có đi nối góp anh Giang. Cái câu nào mà nghe mà thật là bất ngờ. Mỗi lần mà anh không biết canh này đó Ngân là anh nghĩ tới em mà. Sao vậy anh? Tại vì nó ngọt ngào quá đó. Thấy chưa? Chưa, không hỏi chưa? Nè, ví dụ nè. Thứ gì à, chú cũng không cần con nữa đâu. Hỏi sao vậy? Hỏi sao vậy? Con tào lao quá. Có gì đâu. Ôi mọi người ơi, em cũng biết tổn thương trái tim của em cũng đâu. Bây giờ nói câu gì đó trước khi kết thúc chương trình nè. Kết thúc phòng này nè, nói câu kết thúc này. Để em nói cho Thành. Chưa ăn xong Giang ơi. Không, thả thính á. Rồi, để tôi cứu em thôi, thưa quý vị. Chúng ta sẽ ngừng vòng này và tiếp tục vòng 3. Vòng 3 là những món vô cùng ngon, xin mời quý vị. Đội chúng ta thắng vòng 2 nên được quyền chọn một rương. Nãy giờ vậy chọn rương số 2 rồi đó. Rồi, mời cho Lady Fred, người phụ nữ. Vậy thì không chút đừng đổ thừa em nha. Không, đổ thừa vui mà. Em chọn số 3. Rồi, còn lại là số 1, lát nữa đội đã chiến thắng thì sẽ nhận. Bây giờ là những món ăn của vòng 3.
Đó, xứ mù. Xứ mù. Bữa nào mình ghé đây ăn chưa? Ở hai vòng trước, mọi người thưởng thức cá và thịt heo rồi. Thì đến vòng này, chúng ta sẽ chuyển qua thịt trâu và thịt ngựa. Trâu gác bếp. Thịt trâu có vị thơm ngon và rất dễ chế biến, được coi là món ngon ở vùng núi Tây Bắc. Mở hàng với món trâu nướng tảng nha. Đối với món này, nguyên liệu ướp là điều rất quan trọng. Người ta thường dùng chẩm chéo ướp với các loại gia vị, cùng một ít dầu ăn và nước mắm. Anh đầu bếp sẽ cắt cà rô miếng thịt, hoa đều gia vị lên, để 15 phút cho thịt ngấm rồi mới nướng. Nhờ có miếng tỏi tạo điểm nhấn nên nhìn miếng thịt trông nổi bật hơn. Khi nướng nên trở mặt thịt, à hình như chưa chín. Miếng thịt vừa rửng mỡ. Thì rắc hạt mắc khén lên và nướng tiếp. Như thế hạt sẽ cháy thơm hơn. Phải cắt lát ra thưởng thức thì mới đúng bài. Miếng thịt bên ngoài vàng thơm, bên trong chín mềm. Ăn vào một miếng là ngất ngây con gà Tây luôn. Nói đến món trâu Tây Bắc mà không có trâu gác bếp thì cần phải bắt ngay ra pháp trường. Tại sao? Bởi vì thiếu sót món đó là một tội ác. Ở Tây Bắc khi làm món này, người ta thường để nguyên tảng thịt to. Nhưng vì quay hình nên chúng tôi để hai miếng thịt nhỏ cho đẹp. Ngoài những nguyên liệu cơ bản thì thịt còn được ướp với rượu táo mèo. Trâu gác bếp nghĩa là đem gác lên bếp. Thịt trâu sẽ được treo phía trên bếp than củi ở Tây Bắc. Khi nấu nướng, khói than sẽ bốc lên và nướng miếng thịt. Quá trình này kéo dài ít nhất 10 ngày thì miếng thịt mới có thể chín. Và đây là thành phẩm đập dập cho thịt mềm dễ xé. Với người dân Tây Bắc, đây là món ăn chơi. Khi vào bất cứ quán ăn nào, người ta sẽ đem trâu gác bếp ra cho khách nhâm nhi trong lúc đợi món. Ăn chung với tương ớt Colorman cũng khá là ngon miệng đấy. Những miếng thịt chỉ được nướng bằng khói than và cần rất nhiều thời gian mới có thể thành phẩm. Ăn vào thì ngọt thơm đến từng sợi thịt. Vậy bảo sao trâu gác bếp không trở thành món đinh được chứ? Ngoài những nguyên liệu gia vị nổi tiếng thì lá lồm thuộc họ lá giang cũng là loại lá đặc trưng của người dân Tây Bắc. Đuôi trâu nấu lá lồm, ai đã từng ăn rồi thì khó mà quên. Anh đầu bếp cười bẽn lẽn rồi đặt lá lồm, đập dập tỏi rồi ướp thịt, thêm nước mắm Colorman để thịt đậm đà vị hơn. Cho dầu ăn vào chảo chống dính, phi thơm hạt mắc khén và tỏi. Nếu nấu đúng chuẩn thì lá lồm sẽ được vò kỹ trước khi cho vào. Như vậy, chất thơm chua của lá mới dễ thấm vào phần nước canh. Với những ai thích ăn canh lá giang thì món này chắc chắn đúng bài rồi. Đuôi trâu khi hầm thịt sẽ mềm giòn, lá lồm chua chua thanh thanh, múc một muỗng lên. Chỉ cần nếm những giọt canh đang nhỏ giọt bên dưới thôi là cũng đủ chết rồi. Món đội sổ đại tiệc Tây Bắc hôm nay cũng không phải dạng vừa. Đó là món thắng cố. Hiểu đơn giản thì nó chính là thịt ngựa. Cũng như trâu gác bếp, khi nói về ẩm thực Tây Bắc thì thắng cố chắc chắn sẽ thuộc dạng on top. Anh ấy lại cười và thái thịt ngựa. Cây sả này hơi nhỏ, đổi cây khác. Một loại gia vị đặc biệt không thể thiếu khi nấu món này chính là lá thắng cố. Loại cây này chủ yếu mọc ở thị trấn Bắc Hà, là cái chợ lớn nhất ở đó. Chợ Lào Cai á. Thịt ngựa nấu lâu không hề bị dai, mà càng hầm lâu thì càng giòn, ngon. Món thắng cố không phải chỉ có mỗi thịt ngựa, mà nó chứa tất cả những thứ thuộc về con ngựa. Để tiện quay hình, chúng tôi chỉ quay phần chế biến thịt ngựa. Nhưng trong thành phẩm sẽ có đầy đủ nguyên liệu như thế này đây. Lá chanh sẽ tăng thêm vị thơm cho món ăn. Thịt ngựa là thịt của con ngựa, không phải dễ tìm kiếm. Đã vậy còn được nấu chung với nhiều nguyên liệu chứa những vị thuốc tốt cho sức khỏe. Vậy hà cớ gì chúng ta lại e ngại hay sợ món ăn này? Thưởng thức một lần ở thiên đường ẩm thực đi. Rồi vẫn e sợ, nhưng mà sợ không có để mà ăn lần nữa đấy. Đó, những món bàn tiệc số 3. Trâu gác bếp, em thích phải lại, phải thắng. Chơi em con. Em sợ quá, em sợ em lại làm gánh nặng cho anh nữa. Không mấy em đi ra đâu cho em ăn thôi. Giờ còn sợ gì nữa. Từ đâu rồi kìa. Gánh nãy giờ rồi. Lỡ gánh rồi.
người ta nói là không sợ gì đồng đội, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội tứ chi phát triển. Chỉ sợ đồng đội tứ chi phát triển. Ừ, chỉ sợ điều đó thôi. Em lại tự chửi em nữa đó. Lại tự ra là mình nhận ra được những cái khuyến khiếp, khuyến khuyết của mình. Sợ là cái gì nó lại thôi, những cái thế yếu của mình đúng không? Nên là bây giờ anh thế ơi, yếu đó là gì? Thế thế mạnh thì là thế yếu khuyết. Anh khiếm khuyết yếu. Khiếm khuyết của mình nên là anh ơi có gì anh đừng giận em nha anh Khương. Rồi đoạn thôi, mời trò chơi nào. Thưa quý vị thân mến, trò chơi chọi cầu là một trò chơi của tuổi thơ của chúng ta. Ai cũng đã từng chơi rồi, có ai chưa biết luật chơi? Sẽ nhắc lại ngay bây giờ. Ta có hai đội, đội bên đây chọi qua bên kia, trúng thành viên nào thì người đó bị bắt qua bên đây. Còn nếu người ta chọi mình mà mình chụp được thì cái người chọi bị bắt qua bên đây. Còn khi mà đồng đội mình bị bắt, mình có cách để cứu là mình chọi cầu mà người ta chụp được thì người ta cãi về. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản. Để chơi ngay. Nhưng mà em không chụp được. À, chưa chụp quên nữa, em chưa bị bắt. Trong trường hợp không chụp được thì mình phải bắt được, mình phải chọi hết cái thành viên bên kia, bị bắt hết thì coi như là mình tự cứu được đội mình về. Đơn giản vậy thôi đó. Dạ. Né sao để, đừng để ta chọi trúng nha. Dạ. Rồi, quan tôi gì? Mỗi bên mình được bao nhiêu trái cầu? Thì cứ chọn qua chọn lại thôi. Chơi lựa. Rồi thôi, chơi hết tụi bên đó. Thành kìa. Mỗi cài cái mơn nè. Mỗi cài cái mơn kìa. Mỗi cài cái mơn, mỏ cài trái mơn, mỏ cài trái mơn. Thấy không, nội tùng xì không ăn đấy không? Thắng quyết định. Rồi, em hồi nãy em quả tùng xì thắng lên nha Thành nha. 3, 2, 1 bắt đầu. 3, 2, 1 bắt đầu. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Bị bắt. Qua đi. Đồ bên chơi gì vậy? Anh chơi gì vậy? Khoan, đồ bên phải đứng trên thảm cỏ. Anh chơi gì vậy? Không đúng không? Anh chơi gì chết rồi. Cái mức đây mình sao mình... Không, không đúng, không đúng. Nó không lộn cái chỗ. Nè, chọi đi. Ủa, mình phải bắt nó. Bắt nó, phải được cho nó sao không? Nè, anh chọi, anh chọi. Nhưng mà Vy coi như bị, ta chọi chúng mình á. Dạ. Nó chọi chúng mình á. Chọi, anh chọi. Dạ. Chọi, anh chọi, anh chọi. Anh em chọi. Trời ơi. Không, chúng mày chết rồi. Trời ơi. Nó chọi gì vậy? Yêu cầu mà, yêu cầu mà. Trời ơi. Hư độ chương trình rồi. Để anh chọi cho. Ê không trúng em luôn, tại em lượn thôi. Trúng cái gì nè, Vy rồi. Trúng cái gì? Cẩn thận, cẩn thận. Đây đây, ăn gian quá. Mày có cãi này coi. Không, em không có cảm nhận được. Không, em không ăn gian mà em không có cảm nhận được luôn. Không, em không có cảm nhận được. Thở hình lại đây, ăn gian quá. Được không, em không ăn gian mà em không có cảm nhận được luôn. Ông chọi em nè, ông chọi em nè. Hay. Ê, tụi mình đừng có tụng vô. Anh chụp được đó nha. Chọi hả? Mất. Tỉnh táo lên. Chơi này chơi phải tỉnh táo lên. Chọi đón đầu á. Trời ơi, chọi giống như là... Ở trong. Bắt hết đi, vừa là xong. Vừa là sao được. Trời ơi. Bạn gái mày chọi vậy đó. Trời ơi, nói mê ta mày vậy đó. Cái gì, cái nào là hả gì? Nãy thật thả thích là gì? Giận luôn. Nghèo quá nó nghĩ kìa. Giận luôn, giận luôn. Chọi mặt người ta. Giận chứ. Cái gì em là internet, mắt em là mất mạng. Đúng rồi, mày mất mạng rồi con ơi. Chết mày rồi. Mày bắt về rồi, về bên kia với người ta luôn. Quay đi đây.
Hải thôi. Thôi, thuận Tuấn rồi. Nó vậy là chú Tuấn rồi. Thuận vậy là chú Tuấn rồi. Quên nha. Mày phải dính, không dính. Quên, quên, mẹ. Từ từ đi. Lẹ lên. Thôi không bắt không rồi không tới bên đây, tới bên đây, tới bên đây, tới lượt bên đây. Ủa, là bên đây hả? Tao bắt người được á. Cứu, cứu gà, cứu gà. Cứu bộ đi gà. Rồi, bắt thằng đó luôn, bắt nó luôn. Người ta chọi này thì mới né thôi. Mà người ta chọi này mới né qua đây. Em không đứng là Ngân có một cái cầu. Em tưởng chỉ có một cái cầu đang lụm lại thôi. Nè bắt trúng cầu phải gượt người ta để giờ để ấy nha. Là sao bắt trúng cầu? Bắt được á phải xuống nó. Rồi, rồi thành chú. Bắt. Rồi tôi vừa bắt được hai người. Thôi còn mình. Bây giờ em phải tranh thủ, em mà bị bắt là coi như là đợi em thua đó. Dạ 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 dạ. Ông đi ngoài nha. Ông người thăm cỏ. Đây. Không có giữ được hai người, không thể nào giữ được hai đầu á. Không thể nào giữ được hai đầu á. Anh định làm gì? Anh định làm gì em? Anh định làm gì em? Bắt đó. Rồi, em về đi. Em về đi. Giữ anh Thuận này á. Em giữ anh Thuận đi. Anh Thuận gì hả? Nè em á, giữ anh Thuận đi, cho anh bắt cầu. Bắt cầu. Trời ơi. Làm trời Vi nữa. Rồi bị bắt. Ai giữ vậy ta? Giữ đi, giữ đi. Giữ ta giữ anh Thuận cho. Trời. Anh né Thuận vô. Thua, 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 thua. Con né đi con. Trời ơi, 1-0 khi mình đợi Khương chưa. Không còn người nào bên đội mình, tất cả bị bắt hết. Trời ơi, anh Khương anh hay dễ sợ luôn á. Hay không? Quá xuất sắc luôn anh Khương ơi. Bắt ông Khương trước à. Được á. Bắt Khương trước á. Phải bắt Khương vừa. Phải bắt Khương vừa. Em chụp được á. Trời ơi, Vy ơi là Vy. Thôi, quá trời vậy. Sao dễ bắt quá vậy? Em ra nè. Cho cứu thoải mái, mình đừng để bị bắt là được. Đúng rồi. Rồi, Ngân ơi. Thế em chọi đúng không? Giữ, giữ Ngân ơi. Bắt Khương vừa, bắt Khương vừa. Bắt Khương vừa, bắt Khương vừa. Có bắt Khương vừa quá ta. Có bắt Khương vừa. Đừng để bị bắt, chọn cứu thoải mái. Đừng thoải mái, thoải mái. Tách ra, tách ra. Em phải chụp chắc nha. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Em chụp được rồi mà. Rớt rồi. Rớt rồi, rớt rồi. Mẹ Khương đi. Bắt Khương vừa. Bắt Khương vừa, bắt Khương vừa. Về. Trời ơi, đừng có ham về quá, ông trời như vậy à. Trời con bé này cầm cầu chọi gì kỳ vậy? Sẵn ra đứng chùm chết bây giờ. Núp sau Vi đúng rồi. Hay quá anh ơi. Chú mà. Ủa chú. Chưa chú, chú đúng anh. Không chú. Rồi bắt Khương vừa. Chọi đi, chọi đi bắt Khương vừa. Không em giết dây ghe luôn nè. Một mình Khương vừa không có né. Anh chọi mạnh lắm á dê. Nó chọi anh á. Nó chọi anh đó. Chạy đó. Chạy đó. Rồi, rồi. Khương vừa đã bị bắt. Phải cầu đi nha. Chú em không mà muốn. Nè, bây giờ không đứng chết rồi, không đứng chết rồi anh. Đây giờ nghe dặn nè. Bây giờ mà con có chọi trúng thằng nào cũng không vấn đề, con phải cứu được Khương Dừa vậy. Okay, cứu anh chết cho, cứu anh chết cho. Dạ. Con chọi trúng mấy anh là con thua luôn, con phải cứu được Khương Dừa. Dạ rồi. Em phải dạ. Nhá cầu nó nha. Cứu anh, cầu cứu đi anh. Nhá nó. Nhá nó. Cầu cứu đi anh. Anh đợi chưa? Rồi nhá bên à. Mình thắng hả? Dạ nhá anh Thành á. Nhá anh Thành từ từ hả? Nha từ 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 con nhá giờ mai chung nhít hết trơn vậy. Dạ. Nhá. Nhá. Ê, ê. Hay rồi thôi sao quá rồi hãy nghe đây lập cho được rồi trốn đi
Chốt đi. Chốt đi vì đâu? Đúng đâu? Đúng đâu? Anh chọn ngay đây nè. Ai muốn ném thì ném đại đi. Đây 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 yeah. Em phải sống được anh rồi yeah. Chạy đi, chạy đi. Chạy đâu? À. Anh giết là chết. Mày không lại. Một đều, một đều. Một đều, một đều, một đều. Anh giết là chết. Rồi. Ủa chơi gì bị bắt hoài vậy? Hả? Thích bị bắt. Em thích làm tù binh của anh. Rồi, bên tình trước. Trời ơi. Bắt hương dừa thôi, đừng bắt hương kia. Cái gì? Trời ơi. Đây, đây, đây. Đây, 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 thằng bắt. Em đây nè, em nè, em nè. Em đi nè. Trời ơi. Trời ơi. Giết. Tránh anh né nha. Bắt Vi kìa, bắt Vi kìa. Bắt Vi vừa trước đi. Ai là bắt Vi hả? Đó. Rồi, rồi xong. Giết anh Vi vừa đi. Vi vừa qua đây. Ở đây. Hãy bỏng lên. Gì vậy? Ủa em ném anh rồi. Thở, thở, thở. Em mệt rồi, giết hết rồi, giết hết rồi, giết hết rồi, giết hết. Giết hết. Giết Vi luôn. Trời ơi, thiệt. Rồi. Má ơi, hãy bỏng lên mắt được hả? Hãy bỏng lên, bỏng lên, bỏng lên, bỏng lên. Quá rồi, bỏng lên. Nào bị cao quá. Ôi, thả em trời. Đường vừa đâu phải cao 3 mét đâu. Hả? À, anh đen. Tụi em thấy nhẹ lên mắt được rồi. Trời ơi, là Vi ơi. Mà sao chọn nhỏ hoài vậy? Thành không ưa nhỏ hay gì vậy? Cứu con vừa ghé, cứu con vừa đi. Con cứu đi anh, con cứu đi anh. Bé là chậm quá. Chết. Rồi chết, chết à. Để cho cứu một người đi hả? Cứu ơi, cứu anh Thuận đi, cứu Thuận của anh nữa. Cứu em phải giữ cái sống nghe hả, đừng có để cho trò chung. Tới lượt mình, tới lượt mình. Trời ơi. Đã cứu á. À, hay rồi. Giết, anh Thuận, giết đi. Giết, 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 giết. Em nghĩ là em sẽ chạy ở đâu. Rồi, tấn công nào. Nè, nè. Một thắng xin yeah. Chúc mừng. Ủa Vi nãy giờ có chơi không cưng? Có nào, có lần tù binh. Ủa vòng nữa đúng không anh? Sung sướng rồi. Thua rồi tôi là vòng gì nữa hả? Thôi vòng cuối cùng chúng ta ăn đó, mời. Thưa quý vị, trong cái trò chơi vừa rồi có một sự không hài lòng ở đội kế bên vì người ta quá mệt mỏi, bên đội mình quá mạnh mẽ, chơi gì mà chơi mà chung mãn dữ vậy. Chơi mà chơi chủ yếu là vui thôi, chọi vô cái má nhỏ làm má phải bị có một sự giận dỗi ớn hồng còn hình cái cầu kìa mà chỉ mới là hả gọi là crush thôi đó. Trời ơi, em không minh được luôn á Thành à. Thôi bây giờ cứ coi anh là trâu là bò đi, phần này anh nhường lại cho em á, cứ nhai hết đi. Trời ơi, nửa chai nữa chửi người ta trâu bò nữa. Thính anh trâu là thính mà, ta cái con người ta, mà cái ta cần phải là ăn. Ờ đi. Cái người ta cần là cái sự nhẹ nhàng của người ông, tử tế với họ. Chán thiệt, không bao giờ chuyển thành. Nhưng mà trước khi chúng ta ăn á, là chúng ta bình thường ăn là nó khác. Bây giờ phải ăn khác. Là có một người tới đây giới thiệu rồi bắt đầu hướng dẫn mình ăn. À, xin mời ạ. Chào anh. Chào cả nhà, chào anh Trường Giang và các chị nghệ sĩ ạ. Bây giờ mình có thể... Đừng ngồi hả? Ngồi đấy. Mình giới thiệu chi tiết tí nè. Mình là ai, đến từ đâu nào? Giới thiệu với cả nhà và cùng quý vị khán giả, lượng tên đầy đủ là Bùi Đắc Lượng, đến từ Hòa Bình, cửa ngõ của Tây Bắc. Mình là người dân tộc Mường. Vào Sài Gòn thì cũng mang cái tình yêu của các món ăn vào đây, mang trọn vẹn những gì mà mình được ăn từ bé vào Sài Gòn để các bạn có thể đỡ phải đi Sapa, đi Điện Biên, Sơn La mà vẫn được ăn món Tây Bắc. Hiện tại thì mình có hai chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Một cái thì ở Trần Thái Tông, còn một cái ở 86A Hồ Văn Long. Chắc là nói một chút về món ăn của vòng thứ 3. Vâng. Thắng cố dịch theo tiếng người Hmông thì gọi là thịt ngựa. Đơn giản nó chỉ vậy thôi. Tức là thịt toàn bộ một con ngựa ra và nấu trong một cái chảo lớn. Thường thì chợ tình sẽ được diễn ra vào mùa đông lạnh. Thường là mùng 2 tháng 9 xong rồi tháng 10, tháng 11 cũng có. Thì lạnh thì khi mà người ta đi từ núi xuống, thế là mệt mỏi này, lạnh này, rét này, thì làm một bát tô thắng cố ở giữa chợ nóng xong uống với một chén bát rượu nữa. Nam thì sẽ ra múa khen, còn nữ thì ra quay ném pao để chọn người tình.
Nói chung là chứ không có ném cầu chọn người tình đúng không? Pao, quả pao. À thì đó. Dạ. Ở đây ném cầu. Ném cầu là chọn tình địch. Đấy đấy. Đấy đấy. Sát rồi. Đó thì đấy là món thắng cố ngựa. Vâng. Nó ăn dưới dạng súp cũng được mà dưới dạng lẩu cũng được. Vâng. Thì lượng để ở nhà hàng để ăn dạng lẩu. Vâng. Có một điều nữa là mọi người thường hiểu lầm là cái món này khó ăn. Đúng rồi. Tôi không có hiểu đâu. Tôi hiểu lầm. Điều chính xác ạ. Thường mọi người cứ nghĩ là nó nấu bằng lòng già rồi ba cái bộ phận mà không làm sạch. Bây giờ nó tiên tiến lắm rồi. Chủ yếu món này phân bố ở 3 tỉnh chính có người Hờ Mông nhiều nhất. Đó là Sơn La là 1, Lào Cai là 2 và Hà Giang là 3. Thì thường là món thắng cố ở Hà Giang sẽ có mùi đậm đặc hơn một chút. Đúng rồi. Còn đây là thắng cố của Bắc Hà Lào Cai theo phong cách của Lào Cai thì rất là thơm. Thắng cố này mình phải chấm với một loại tương ớt rất là đặc biệt, đó là tương ớt Mường Khương. Mường Khương thì mọi người gần như là có một nửa diện tích người ta chuyển sang trồng này bởi vì kinh tế đang rất là tốt, nó rất là nổi tiếng. Thường là ai đi Lào Cai cũng muốn tìm mua tương ớt Mường Khương, thắng cố và tìm ăn chân nấm. Chân nấm. Ok, trong cái combo này còn 2-3 món nữa. Đó là món trâu gác bếp, mọi người cũng nghe rất là nhiều. Thì Lượng mang tất cả nguyên liệu và lấy thịt trâu tươi làm tại chỗ luôn, không có nhập. Rồi trâu nướng tả bằng các gia vị Tây Bắc, đặc biệt là món đuôi trâu nấu lá lổm, có vị chua chua ngọt ngọt. Mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Mọi người ăn thử trâu gác bếp trước. Cái này phải vắt nào. Ăn như ăn bò khô á. Dạ anh thấy. Khoan, hãy bỏ miếng chanh nhanh. Wow. Miếng chanh phải bỏ vỏ. Chấm vào đây cái. Chấm vào đây cái. Chấm vào đây cái. Rồi. Húp cái. Húp cái húp. Xong mọi người có cái thú vui tao nhá đi. Cái này thịt trâu ngon nhỉ? Trâu gác bếp ngon đấy. Cái này mà mùa đông không lạnh mà nhâm nhi một tí thì ôi giời. Nói để bên thua cũng yên tâm, lát nữa Lượng sẽ có phần quà là thịt trâu gác bếp tặng riêng cho 7 người. Món này trước chứ nhỉ? Dạ được. Cuốn với lá gì đó. Ăn không được, chấm với cả chấm chéo. Là những món này là ở cái nhà hàng đó. Anh có hết đúng không anh? Đây chỉ là một góc nhỏ. Lượng có tất cả là 56 món chính. Dạ không sao, ý là tụi em không ăn thì tụi em qua nhà hàng ăn, tụi em ăn đó. Rất ý là vậy đó. Hồi nãy anh giới thiệu anh có hai cái nhà hàng đó. Dạ. Sao anh ăn, anh Phương nó cay lắm mà. Cay vậy? Không, hình như cái đó là ngâm chua rồi đúng không? Ngâm. Đây là trái ớt rừng ngâm với nước suối không thôi. Và mấy hạt muối nó bị gần như là nó nhạt đi, nó không cay nhiều đâu. Đây là đuôi trâu nấu lá lổm. Mỗi người dùng thử. Lấy cái muỗng này đi. Mình đừng dùng từ mỗi người nha. Đội thắng. Đội thắng. Để người ta hiểu lầm á. Thật ra là Lượng xem đủ cả 5 vòng. À 5 mùa. Bởi vì là mình cũng đam mê ăn uống. Cũng muốn vừa học hỏi mà được nghe anh Trường Giang nói chuyện nữa. Này là ta hầm mềm rồi nha. Dạ. Để vô là tan chảy. Tan tan miệng luôn. Nè. Thử đi, cầu, thử cầu đi. Mới, cầu mới, cầu mới. Cầu mới nữa. Thịt trâu này cũng như nụ hôn của em. Thịt trâu này cũng như nụ hôn của em. Để vào là tan chảy. Để vào là tan chảy. Ủa đây là văn, đây là thính hả? Thính đấy. À. Bây giờ mình tạ lỗi bằng cái chén trâu được không anh? À, nó thính hay lắm, nó thính xong nó tán cái cò cái cầu vô mặt à. Giống như nam thì muốn khen. Thì nữ còn kia là gì? À, quăng bao. Quăng bao, cậu này là quăng cầu. Thật ra thì đàn ông dân tộc phải mạnh mẽ. Hôm nay phong cách Tây Bắc bạn mạnh mẽ một chút cũng được. Bởi vì ở trên chỗ mình không hỏi ý kiến phụ nữ đâu. Vậy hả? Thích là vác về quá, nó mới vô đây nè anh. Thích là vác về à? Thích là vác về à? Ở đây mà không hỏi là thích là chén bay đấy. Bát bay đấy, đùa. Có phải là vác về trước xong rồi trên mới đi lại hỏi không? Bắt vợ. Bắt về, đó là người Hồ Mông thôi. Nhưng mà người ta không chịu thì sao? Không được luôn á. Bắt về luôn. Cứ bắt về đến nhà xong hỏi ý kiến gia đình nhà gái sau. À, bắt ngày xưa bắt bằng ngựa, bây giờ bắt bằng xe xe máy đúng không? Ừ. Em thấy xe máy đúng rồi. Dạ, xe máy lên quăng lên là bê về. Bây giờ bắt nhỏ đi giùm được cái được không? À, em không mà chỉ được cho vợ chồng hai phụ đâu. Nhưng mà chỉ được bắt người trong vùng thôi đúng không anh? Cứ miễn là người cùng dân tộc. Người cùng dân tộc bản khác làng khác cũng được. Miễn là cùng dân tộc Mông. Giống hồi xưa đi học cái bài gì đó vợ chồng ai phủ đó đúng không? Mỹ bị bắt về đó. Đúng là cái thịt mà gì đuôi trâu. Đuôi trâu á. Nó mềm, được hầm nó mềm đã sao. Nó mềm như là cái đôi môi của em vậy đó hả? Mềm như đôi môi của anh vậy. Tại do nãy tán cái cầu vô cái môi mềm mà.
Thịt trâu càng đun càng mềm, thịt bò càng đun càng dai, còn thịt ngựa càng đun càng giòn. Đây là ba đặc điểm khác nhau. Ê, nhanh cái đuôi này đi, còn ăn thắng cố. Ăn cái đuôi thịt ngựa ngon quá nên là làm thêm chén nữa nè. Thắng cố này hơi nhiều nước ha anh? Đâu có hả? Không ạ. Đó là vậy chứ. Mình làm dạng lẩu thì nhiều nước. Dạ, còn làm dạng lẩu nhiều nước. Sệt thì dạ, nó sẽ khác. Kia nó sệt. Em ăn là dạng sệt. Dạ. Thắng cố sệt thì trên kia nhỏ. Một bát là no. Dạ, cứng dạ. Này có một tô mèn mén nha. Mà phải uống lại biết cả mèn mén. Hồi nãy là em ở dưới rất là không phục bởi vì anh Giang cái gì anh cũng biết luôn, khỏi phải thuyết minh. Bởi vì sáng kêu kể mấy món Tây Bắc đâu dám kể đâu. Kêu múa rìu qua mắt thợ nữa mệt. Ngon anh Thuận? Ổn không hả nha? Nó lạ lạ. Thắng xứng đáng. Anh có ăn món này lần đầu tiên luôn á. Thành nói vậy anh Thành. Bây giờ em thấy có lỗi quá, em nhường cái cho bạn em ăn cái được. Bây giờ tụi em muốn luật chơi thôi. Luật chương trình thôi. Giang kìa, nghe hỏi anh Giang kìa. Em thính cái được không? Dạ đi. Em muốn ăn không? Anh nhường phần của anh cho em. Không, một câu gì đàng hoàng, một câu gì mà cái đó gọi là ăn chật nhưng mà ta thính. Thính mà kìa. Một câu thả thính đàng hoàng đi anh Giang cho kìa. Câu thính đàng hoàng kìa. Câu thả thính đàng hoàng đi. Phải đạt chuẩn cơ. Đúng rồi. Nó phải đủ độ lãng mạn. Nè, nếu em không ăn cùng thì nghĩa lý gì anh phải ăn những cái thứ này. Đó. Ví dụ vậy đúng không? Lại nè, lại nè, nghe không? Nè, nghe tôi thính, thả thính nè. Đây. Ăn thắng cố là anh nhớ em ngân à. Vì nhìn em giống bà cố của anh. Ủa vậy? Thôi là thả cho em ấy. Lộn. May mà anh Thuận lấy được vợ rồi ấy, không là căng. Nghe chưa? May là anh lấy vợ rồi, không là căng. Đâu? Chưa nghĩ gì? Nè, thắng cố phải có ngựa vào. Vi không cùng gấp thì đời nào anh ăn? Giang ca ơi, hay quá Giang ca ơi. Bây giờ muốn có một cơ hội nữa không? Tiếp nè, đã chơi thì phải chọi cầu. Xe. Đừng anh ơi. Cầu văng vô mặt. Tình đầu đi tông. Ôi trời ơi. Em nói được coi ai không sao rồi. Ông nói là cầu văng vô mặt, tình đầu đi tông. Hay quá. Đã nấu giỏi. Mà còn duyên dáng nữa. Duyên dáng hài hước nữa. Vì ăn bây giờ không phải như ăn hồi xưa đâu. Rồi ăn cơm, ăn đi. Không, cái bữa ăn nó phải vui vẻ. Tại vì nó đã tạo ra sự kết nối các thành phần, các với nhau không? Anh em, cha mẹ, thực khách. Thực khách đi ăn không chỉ là ngon, không chỉ là cái view thôi, mà phải tạo cho họ bầu không khí ăn uống nữa. Chứ không phải dễ dàng ta đến quán mình đâu, chua chát lắm. Đấy, tâm sự của... Tâm sự của những người làm FB chua chát lắm. Ngày hôm nay cảm ơn anh. Dạ. Đã đến với chương trình để mang tới nhiều món ăn ngon và mang theo cái tình yêu của ảnh dành cho đoàn Tây Bắc. Mở quán ăn mà không có tình yêu với cái món của mình là trước sau dùng đóng cửa thôi. Dạ. Không, nhưng mà thực sự em là người chưa lên Tây Bắc bao giờ. Ôi, và nói thiệt sao không đi đi là em hình như nếu mà ngoài cái trâu gác bếp này, nếu mà giống như em đã từng ăn thôi, nhìn ta cho miếng ăn thôi, nhưng mà em cũng không biết đó là món ở vùng nào. Nhưng mà hồi nãy khi mà xem những cái clip những đồ ăn ở đây, cảm giác đúng kiểu là giống như em với Gia đều nói là nhất định là tụi em phải đến ăn một lần. Dạ, yeah, Tây Bắc. Em đưa lên Tây Bắc ăn luôn anh. Hả? Em đưa lên cái quán Tây Bắc của anh. Đến quán khác. Lấy cái không khí vậy. Anh nói em lại sai nữa đúng không? Nè, vì nó là em chưa đi Tây Bắc. Anh qua mà. À, đá. Nè, vì nó là em chưa bao giờ Tây Bắc. Em nói liền. Tây Bắc nghĩa địa gì? Chỉ cần em thích, anh sẵn sàng đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Dù vậy sao á? Hoặc là anh sẽ là người đi em đi. Hả? Thôi, cảm ơn một lần nữa và chúc cho quán mình mua may bán đắt. Và hy vọng sắp tới mình sẽ gặp lại để ăn nhiều món khác nữa. Dạ. À, hẹn gặp lại mọi người ở quán Sứ Mù. Thơm quá. Thưa quý vị, ở mùa năm nay thì chúng tôi mời nhiều nhân vật xuất hiện trong cái vòng cuối này. Đôi khi họ chỉ là một người bán một cái gánh chè. Đôi khi họ là một cái xe đẩy. Đôi khi họ là một cái nhà hàng nhỏ trong một con hẻm. Nhưng mà tất cả họ đều có một câu chuyện. Mà câu chuyện đó chúng ta phải ngưỡng mộ vì cái sự phấn đấu cũng như là cái bên trong cái sự nhân văn của cái món ăn đó. Có một cái câu chuyện hay lắm. Nên mình ngưỡng mộ về điều đó. Và ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu quý vị một nhân vật với một cái tên rất là dễ thương. Nằm trong con hẻm ở đường Bàn Cờ, quận 3 là một nhà hàng nhỏ xinh mang tên Bếp Vùng Cao. Một nhà hàng mang hương vị Tây Bắc. Chủ của nhà hàng này có tên Bồng Sơn, công việc trước đây là phóng viên. Trong lần đi tác nghiệp ở Tây Bắc, Sơn đẹp trai đã phải lòng những món ăn ở mảnh đất này.
và quyết định đem hương vị ấy về với miền Nam. Sơn đẹp trai thích dùng những nguyên liệu Tây Bắc để sáng chế ra những món ăn theo cách của riêng mình. Món ăn này cũng là một ví dụ. Thịt lợn đen, còn gọi là heo tộc, sẽ được ướp chung với hạt dổi cùng các loại gia vị. Nướng cho chín vàng, ăn kèm với măng ống. Sơn đẹp trai chia sẻ, có thể dùng lá lốt cuốn thịt và măng ống lại ăn chung, sẽ cảm nhận được hương vị tuyệt vời nhất. Cùng nghe Sơn đẹp trai nói thêm về món ăn này nhé. À mà thôi, cái này để lên sân khấu rồi chia sẻ. Vậy nghe Sơn đẹp trai giới thiệu về bản thân mình nha. À mà thôi, để lên sân khấu giới thiệu luôn. Vậy cùng chào đón Sơn đẹp trai. À mà thôi, để lên sân khấu gặp luôn cũng được. Em chào chị ạ. Dạ em chào anh. À, tới đây chị ạ. Tới đây em quay hình để cạnh tranh đẹp trai với anh. Đẹp trai? Ủa, cạnh tranh đẹp trai? Tại vì em có nick name là Sơn đẹp trai. Tại vì em không đẹp bằng Nhã Phương nên thành ra đẹp trai hơn anh là chắc chắn rồi đó. Rồi mình có ẩm thực gì? Dạ em có ẩm thực Tây Bắc. Ồ vậy hả? Có làm mấy món hồi nãy không? Quán của em là có hết tất cả các món hồi nãy. Nhưng mà quán em được đặc biệt hơn là bên em là quán đầu tiên cái ẩm thực Tây Bắc đã đem về tại Sài Gòn. Thưa quý vị, là những món Tây Bắc sẽ có nhiều người dân tộc nấu với nhiều kiểu khác nhau. Ví dụ như mình nấu hủ tiếu đi ha, thì có hủ tiếu Tiền Giang khác nè, hủ tiếu Sa Đéc khác, hủ tiếu Bến Tre khác, đúng không? Dạ. Bún cũng vậy, bún bò Huế ở ngoài Huế khác, bún bò Huế ở trong trong Nam khác nè. Nó rất có nhiều cái cách nấu theo nhiều biến thể, và quy chung là người ta vẫn muốn là mang lại cái vị ngon. Thì hôm nay không biết là mình đến với chương trình mình mang lại cái điều gì? Em đem cái lợn đen nướng hạt dổi thì ăn kèm với là một cái măng ống của ở Mù Cang Chải. Thì cái măng đấy nó chỉ có tại Mù Cang Chải ở Yên Bái thôi. Thì cái món đấy em cho nó rằng nó không phải là đặc sản của Tây Bắc, mà bởi vì quay cả con heo, con lợn ấy, đó là sự sáng tạo của ở bên em, là muốn cho mọi người ăn cái lợn đen đó và cùng với cái gia vị của hạt dổi ăn kèm với lại măng ống. Nhưng mà em đâu phải là người Tây Bắc hả? Chồng em. Chồng em ở Tây Bắc, còn em ở đâu? Là bị bắt về đúng không? Em ở đâu? Em ở Cà Mau. Ôi. Trời ơi. Thôi, nói chung là hai cái nơi. Ở hai đầu nữa gì đâu. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Tại vì em trước đây em là phóng viên á, thì cũng đi được nhiều nơi. Với hai nữa là em yêu thích ẩm thực, thì mình thấy rằng là cái khẩu vị ở cái vùng Lào Cai với lại mình có tương đồng với nhau. Nói chung là thích món ăn quê chồng. Rồi mình là người đầu tiên mở quán về món ăn Tây Bắc. Dạ. Thì nó có khó khăn gì không? Khó khăn nhất đó chính là thực khách không có biết được, chưa quen. Dạ đúng rồi, chưa có quen được món đó. Chưa biết món mình, món Tây Bắc là sẽ có cái gì để mà mình giới thiệu cho mọi người thì rất khó khăn luôn. Thực ra là để cho họ phải ăn một lần đã. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức cái lợn đen nhé. Nhưng mà ông xã em nấu hả hay là em nấu? Dạ luôn? Ông xã nấu. Vậy là hồi xưa ông xã chị đổ ông xã chị là bị cái món thắng cố đúng không? Đúng không? Ông xã nói ăn cũng ngon. Đó đúng rồi. Tây Bắc rồi. Em hỏi thăm nha, có khi nào mà chị muốn có cái sự kết hợp giữa Tây Bắc và Cà Mau không? Trong cái nồi lẩu thắng cố nó có con cua Cà Mau trong đó. Hồi nãy hỏi rồi em nói qua. Nói chưa có yêu là do không phải là chắc xong rồi cái đóng cửa. Chị đẹp mà do nó bị vô duyên á. Trước khi ăn anh xin thay cho chương trình gửi em một món quà. Đây là một kỷ niệm với chương trình và chúc cho gia đình mình hạnh phúc buôn bán, được nhiều người yêu thương và mãi mãi sẽ có thêm nhiều cái điều mà mình trăn trở và muốn ăn để gửi đến cho thực khách. Dạ em cảm ơn. Rồi xin mời. Hồi nãy là ăn cá, giờ được ăn heo đen. Ủa chị, mang về là nó nhỏ có bao nhiêu thôi hả? Hay nó còn lớn hơn nó nữa? Nó cộng dài vậy nè, sao mình cắt ra? Mình ngâm đúng không em? Dạ đúng rồi. Anh là được ăn rất nhiều loại măng, mạnh tông, tầm dông, le, lồ ô, trúc, là anh ăn hết rồi. Cái này ăn măng giống như cái món mình rửa vị giác để kích thích vị giác vậy. Thì đỡ nghe em. Em nghĩ là cái món này là để cho mọi người khi mà mình ăn mình kết thúc món á. Thôi ngày hôm nay cảm ơn Bồng Sơn đã đến với chương trình mang tới món ăn ngon.
Và cái tình yêu ẩm thực luôn là quan trọng nhất khi mình làm ẩm thực. Cảm ơn rất là nhiều. Vỗ tay nồng nhiệt. Cảm ơn mọi người đã khen. Cảm ơn bồng sơn. Bây giờ lúc chúng ta khui quà nào. Đội nào có thùng nào mời lấy nào. Lấy ngay không vậy, không hả? Hả? Trời tự nhiên em thấy bây giờ sợ chạy nhanh lên, ai chạy nhanh lên được lấy hết á. Không có, anh đừng dụ em. Rõ mày mở ra trong đó không có cái gì nữa thì chắc em mọi người súng rồi, mọi người quýnh em quá. Thí dụ bây giờ mà cái hộp của em có mà hai hộp của chị mà không có hết á, chị mới xu nè. Không chị. Ít ra là cái tội đồ của chị ở trong cái ngày hôm nay nó không có nhiều như em chị. Ôi ngon quá. Em là em thua từ đầu đến cuối. Ăn phải ăn cho hết. Ngon á, ngon quá trời ngon luôn. Có số luôn anh ơi, có số luôn anh ơi. Mở ra, mở ra, mở ra. Em giữ mở đi cưng. Mở ra. Nè, anh mở đi, mỗi người mở một cái đi. Mở ra. Có gì vậy? Su, su chung có gì vậy? Su cà na nè, không có su cà na, không có su nha. Đó, có số nha. Ba con số không nha, ba con số không nha, ba con số không nha. Yeah, yeah. 2 triệu đồng. 1 chục triệu đồng về cho đội của em. 8 triệu đồng là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Su, su. Mỗi mở, mỗi mở luôn. Mỗi mỗi số chỉ có 10 triệu đồng. Chán thiệt luôn á. Em không biết mọi người ơi. Ôi em không chấp nhận đâu. Cho mọi người ơi mình. Yeah 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 yeah. Mà cái vấn đề là nằm ở chỗ là đây là đội trộn đầu tiên. Yeah. Có cơ hội nhiều hơn nữa. Cho em quay lại em phục thù đi, hôm nay em đi em quên cúng hay sao á. Mà đội mình chia cho bên kia mỗi người cái lá chuối đi. Đủ ba lá luôn nè, đủ ba lá luôn. Trời ơi, chị không tin luôn á hả? Em không tin luôn á. Đã chơi không hay rồi. Anh đừng nói nữa anh về. Nói chuyện không mắc cười rồi. Mà cái tay còn không được thơm nữa. Ít nhất chị nhạt nhưng mà chị cũng còn được 10 triệu em ơi. Trời ơi hả? Chương trình này chơi em. Rồi chơi đi em, chơi đi em. Mẹ nó dạ. Em nói giỡn không mọi người ơi? Không phải ai cũng bóc được con số này đâu. Đúng rồi. Đúng không anh? Đúng, đặc biệt đúng. Mà đặc biệt mà. Đặc biệt mà đúng á, không anh? Bắt đầu tiên luôn á. Bé nó vẫn bị ảo tưởng sức mạnh đó. Thôi trao quà nào. Ôi. Cái này cái sừng là thấy xu rồi. Ôi. Người đâu? Đây 10 triệu đồng. Yeah. Yeah. Mình đừng quay ra được không? Đừng quay ra được không? Mình để mình vậy luôn mà. Nó vậy luôn mà. Vậy mới vui chứ. Rõ ràng. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chơi rất là vui, ăn rất là ngon. Thiền em tôi với nhỏ em gái tôi có một cái trục trặc nhỏ là chọi ngay vào mặt. Thì trò chơi mà thực ra là vui thôi, nhưng mà đôi khi nó có được rủi ro nhỏ trong cái game thì nó cũng là vấn đề. Chỉ cần mình biết nó một câu nào đó để cho mát. Đúng mát rồi, lỏng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con tim nhẹ nhàng lên một cái thì mọi chuyện nó sẽ qua thôi. Đúng. Nói nào. Không để mất thời lượng của chương trình thì anh có đôi lời muốn phát biểu với em. Yeah. Đôi lời muốn phát biểu nha. Chúng ta không phải họp trên phường nha. Dù em có thắc mắc. Khi nói chuyện họ bắt họ nhìn vô mắt mình. Em nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nè. Yeah. Dù em có thắng hay thua. Nhưng mà ủa anh kia em nhìn mình đâu nhìn vô mặt em đâu. Anh nhìn thẳng vô mặt em nè. Anh nhìn em nè. Cuộc chơi vẫn là cuộc chơi. Dù em có thắng hay thua thì người chiến thắng. Thì sao được không mọi người? Được mà. Đang hay. Tiếp. Dù em có thua hay thắng thì người chiến thắng vẫn là em thôi. Chương trình xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Có những điều nó không vui mà quý vị bỏ qua cho chương trình của chúng tôi do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn nước mắm Kilimen đã đồng hành cùng với chương trình. Thay mặt cho đứa em tôi xin lỗi một lần nữa vì đã làm cho cô gái tổn thương là Tường Vi và làm cho quý vị không mắc cười. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa xí. Không, ý là chạm vô là chạy về đó là thắng rồi hả nha. Mệt mỏi luôn á. Nước mắm Colorman, đậm đà hương vị truyền thống.